sammadeva adhirakitam sammadiyama. Chúng con xin thọ trì ba quan trai giới tròn đủ tám điều của Đức Phật đã giáo truyền, hầu để vân giữ hành theo cho được trong sạch cho ngày nay và đêm nay, mong cầu gieo được giống lành để thay rõ bàn trong đời hiện nay. Imanian Thasikabadha ni upo satasi lawase na iman charating iman chadivasang sa thukang katoa ngap mamade na sammarak kitabang. Chư Phật tử, sau khi thọ trì tam quy và bát quan trai giới nơi tam bảo rồi, phải ráng quy dự hành theo cho được trong sạch trọn ngày nay và đêm nay, chẳng nên dễ vui. Amaphante, và chúng con xin vâng. Sile na suvetan ti sile na phu ka sampada sile na ni putin yon ti ta chmai si lang vi so tha ye. Các chúng sanh đi sanh về cõi trời cũng nhờ dự giới được giàu sang đầy đủ tài sản, cũng nhờ dự giới được giải thoát nhập niết bàn, cũng nhờ dự giới. Bởi các cái cho nên chư Phật tử phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lầm nhớ. Xa thu lành thai Uttamang ghe na quanh đê hăng ba đà phận sung và ruột tam mang buốt thầy vô khà lì tổ đâu sơ buốt thô khà mà tu tăng mà măng. Uttamang ghe na quanh đê hăng thầm manh cho lưu quý thân và răng thầm mê vô khà lì tổ sơ thầm mô khà mà tu tăng mà măng. Uttamang ghe na quanh đê hăng sẵn khanh cho lưu quý thô tam măng sẵn khe vô khá li tô đổ sâu sẵn khô khám mặt tu tăng mà măng. Tê thà là thà sụp thảo vô rôn hà bồ tát sa sa nê a rô ga sụp thảo vô thà sa hạ sa bê thị nhà tị kim. Cầu xin cho các thiền tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tăng hóa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiền tín khỏi bình hoàng, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Sitya Chanagatha xin tham an tu xin tham an tu xin tham an tu đăng pha lăng e ta sư minh ra ta na ta ya sư minh sam ba sa đà na che ta xuống. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Xá thu lành thai phước lành con đã tạo ra căn đời quá khứ hay là đời nay, nghiệp chưa cho quả phước nào, nguyện thành pháp độ để vào thiện căn. Sau này dù tạo mấy lần, từ đây cho đến siêu thăng niết bàn, hãy làm chuyện tốt sẵn sàng, mọi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên, giúp cho phiền não sớm yên, trở mau giải thoát cái liền kiếp sau. Nếu trễ chẳng gặp Phật nào, nhằm kỳ đắc giác năm sau cũng thành. Nguyện cầu tam bảo từ hàng đồ, nguyện thoát ba tay được lửa binh, nguyện thấy chúng sanh có an kết, nguyện cho nhân loại ráng tu hành, nguyện dình tam học với định tuệ, nguyện đoạn tham sân si đạo sanh, nguyện giải căn nhân sanh tự khổ, nguyện diệt tâm tham hao lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đại, nguyện đạo quả sớm viên thành.
dặn kinh chê cư sa la cầm măng cắp tập băng ký đi dặn mà mà cả dê na quả cha mà na sa thì ra sẽ sư ca tăng ca tăng dê sa ta san nhị nâu áp thi dê ca sa ta a san nhị nâu ca tăng buồn nhà phà lăng mây hằng phập sáp bê phà ghi phà quán tu tê dê tăng ca tăng sư vi đi tăng đến na và nhà phà lăng mây ya dễ ca ta tha na cha nan ti đệ qua gần ta ni dễ đại dâm sáp bê lo cam hi dễ sa ta chỉ quan ta ra hê tu ca ma môn năng phô cha năng sáp bê lập hành tu ma ma chê ca sa ti hứa căn con đã tạo thành na do thân khẩu ý tu hành diệu nên na điệu là phước bao vững bền con thầy tiếp chúng độ lên thiên đàng a cung trời đạo lợi thọ nhàn chúng sanh hữu tử nhân gian ta bà chư thiên phạm thiên cùng là bậc trời vô tượng được mà hưởng an hữu con hồi hưởng dân ban a chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu bằng ai chưa rõ lời cầu xin cùng thiên chúng đến hầu mạch ngay có người làm phước được xài lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng chúng sanh hoan hỷ lãnh chung hưởng được phước quý dung thanh nhàn chúng sanh thế giới ca khàng bởi nhờ thọ thực sanh năng mạng trường xin thâu phước bao cung dường hóa thành thực phẩm mùi hương thọa lòng. Nam mô Bích Tha Giá, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài Tri Đức đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn Đức Tăng truyền trao tam quy bát quan trai giới đến hàng Phật tử của chúng con. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài. Chúng con cũng thành kính đảnh lễ tri ân ngài Liễu Tông Thượng Tọa Quán Không cùng chư tôn đức đã quan lâm vào đạo tràng chứng minh cho chúng con được thọ trì vi giới. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng đã cùng giới Nhật Quỳnh lễ bái tam bảo và thọ trì vi giới. Do phước mà chúng con đã trong sạch tạo được ra, chúng con thành kính cầu mong chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gautama được bình vững lâu dài. Chúng con cũng thành kính nhân quả phước đến với tất cả chư thiên, cầu mong quý ngài hoan hỷ thọ nhận phần phước này. Và con chúng con cũng thành tâm nhân quả phước này đến với chư tôn đức. Và Nhật Quỳnh xin chia phước này đến đạo tràng pháp hội, mong rằng phước này trợ duyên quý ngài quý vị an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gautama. Nam mô Bích Tha Giá, cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ngài Liễu Tông Thượng Tọa Quán Không cùng chư tôn đức vừa quan năm vào đạo tràng, nhìn kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu vừa vào đạo tràng. Nam mô Bích Tha Giá. Và ngày hôm nay là ngày Chủ nhật ở Việt Nam, thứ bảy ở nước ngoài, và đọc vào một ngày đặc biệt của Rome Phật giáo Nam truyền. Nên Nhật Quỳnh kính mời tất cả quý anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng có thể đưa bàn tay của mình hoặc có thể chết chát có những câu hỏi để ngài Liễu Tông thảo luận, để đạo tràng sáng tỏ được những lời của Đức Phật dạy. Nhật Quỳnh rất là mong, và rất mong bàn tay cũng như rất mong những câu chết chát của quý vị ạ. Và bây giờ Nhật Quỳnh kính mời quý vị, trước khi ngài Liễu Tông thảo luận những câu hỏi thì Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thành tịnh cung thỉnh pháp sư ạ. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Kha Giá. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambuddhassa. Ramma Choka Ramma Chaloka Thi Bati Saham Bati Katam Chali Anthi Warang Aya Chathak
san ti tha sat tap ba ra chap kha cha ti ka de se tu tham mang anukam vi mang ba chang sat tham ma phai ri mi ra yan cha ka yang so tan cha bang khang a ti tham ma cham mang a cơ ta dành tơ ta tư sát cha đặng đăng bập bơ tha nãy dê ba đi xa dập mặt chê Phạm Thiên Phật ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi. Việc làm ở đạo dạy đời, nhắm vương lộc gia ngày dời chân sang. Thuyết pháp đổ các hàng đệ tử, có năm thầy xin giữ pháp từ. Đó là nhóm kiều chẳng như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng chẳng thối căm mặn những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam trời thừa ân phổ cập đám mưa lành rưỡi thăm thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng thịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh người khắp chốn đi tôi mê cầu được trí trí vẹn toàn. Nam mô Bích Tha Giá và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Liễu Tâm từ bi hoan hỷ thử âm thanh. Dạ con kính dâng mít đến ngài ạ. Nam mô Tát Sa Pha Hoa Tô A Ra Hà Tô Sam Ma Sam Bồ Tát Sa. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Bụt Tha Gia Kính Bạch Chư Tôn và kính thưa cho quý sư nam quý sư nữ trong đạo tràng. Hy vọng quý vị nghe tiếng chúng tôi rõ. Nam mô Bụt Tha Gia. Dạ, sa thủ đành thai, con nghe âm thanh mỗi ngày rất là tốt. Dạ, đạo tràng nghe âm thanh ngày vào ngày có tốt không quý vị? Quý vị nghe âm thanh ngày có tốt không thì xin quý vị trong đạo tràng cho một tín hiệu. Dạ, Nhục Bình chỉ thấy có mình Thiện Vũ cho tín hiệu thôi. Những vị khác có nghe tốt không ạ? Dạ, đạo tràng có nghe được âm thanh ngày rõ không ạ? Dạ, cảm ơn anh chị Phan Văn Đêm. Dạ, cảm ơn vợ Thanh và cảm ơn đạo tràng rất là nhiều. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời bằng tay cũng như mời. Dạ, cảm ơn chị Metta. Dạ, mời những câu chết chát của quý vị. Quý vị có thể đưa bàn tay lên để đặt câu hỏi trực tiếp với ngài, hoặc là chết chát lên thì Nhật Quỳnh sẽ đọc. Và còn nếu có vị nào hoan hỷ hơn nữa thì làm thị giả cho ngài, thì cho Nhật Quỳnh biết một tín hiệu thì Nhật Quỳnh sẽ nhường mic cho quý vị ạ. Dạ, con thấy chưa có câu hỏi cũng như chưa có bàn tay. Dạ, xin phép ngài cho xin phép đạo tràng cho con hỏi trước một câu. Nếu vị nào có thể đưa bàn tay hoặc là có thể chắc chắc lên thì Nhật Quỳnh xin gác câu hỏi của Nhật Quỳnh lại ạ. Dạ, nhờ khi rồi đó bạch ngài, con nghe nói về những cái tin về thần linh mê tín này kia. Thì cái lúc con chưa có đặt chân lên đất Mỹ, con nghĩ đất Mỹ là một nước văn minh, khoa học, thì con nghĩ là không có những cái chuyện mê tín thần linh như ở Việt Nam. Nhưng mà con cũng hơi bất ngờ khi con đi ra chợ, ra những cái shopping của người Việt á, thì con thấy lúc đầu thì con thấy trên tivi trước. Dạ, tivi quảng cáo ở cái vị thầy này, rồi coi tướng, rồi coi tai, coi gì đó đại khái. Rồi thêm nữa khi con đi ra tới chợ thì con cũng thấy cả một cái kiosk, rồi đăng bảng lên là thầy coi ngày coi giờ coi gì tùm lum tà la hết. Dạ, thì ngược lại những cái gì mà con nghĩ trước khi con đặt chân tới, thì con xin ngài giảng dạy cho con tại sao
mà thầy bói và thầy con không thể nào mà có thể sống được nơi một đất nước văn minh như vậy bạch ngài. Dạ con kính nhân mít đến ngài, dạ ngài chỉ dạy cho con. Nam mô Bụt Thầy nha. Nam mô Bụt Thầy gia kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Thật sự những đất nước văn minh này nó chỉ văn minh về vấn đề vật chất thôi, còn vấn đề tâm linh này nó giống nhau. Chúng sanh khác nhau ở cái màu da, người da vàng, người da trắng, người da đen, người da đỏ, nhưng cái sự suy nghĩ nó giống nhau. Bởi vì chúng ta không thể biết được tương lai, tức ngày mai ngày mốt ta đã không biết được rồi, thì cái quá sinh nó giống nhau giữa tất cả các loại chúng sanh. Ngày hôm qua cũng vậy, kiếp trước chúng ta cũng không biết, mà một khi đã không biết rồi thì trước sau gì cũng có những cái câu hỏi được đặt lên. Thì bởi vậy xứ nào cũng vậy chứ, ông Mỹ nó cũng có bói bài, bói toán, bói thủ tướng nước nào cũng vậy đó, để nhằm so dịu một số cái sự sợ hãi do phát sinh do sự nghi ngờ của mình, nghi ngờ chúng sanh đó. Rồi người ta mới đem đủ thứ loại ra, cái gì người ta có, cái gì để người ta có thể chứng minh rằng cái điều người ta nói là có thể trúng. Bói bài, bói toán, bói diêm sùm đó. Thì đa số những người nào tới đó đều nghe xong rồi cái vẫn cảm thấy bớt lo sự lo sợ. Thành ra người ta phát sanh những cái loại mê tín như vậy. Nhưng mà thật sự ra đó, cái người không biết thì mới dựa vào đó thôi. Còn người biết người ta không có dựa vào những cái chuyện đó. Nên đời sống nó lại khác. Thì bây giờ tất cả tôn giáo mục tiêu đều đi tới một cái nơi nào đó, nhưng mà thường thường cái đa số cái nơi đó không được chứng minh. Ví dụ như đạo Hồi thì mình tin vào một số chuyện thì tới chừng mình làm việc đó mình được sanh về cõi đó. Đạo Thiên Chúa cũng vậy. Rồi đạo Phật cũng được sanh về cõi đó, nhưng đạo Phật khác hơn cái là muốn sanh vào những cái chuyện mà được người nghe nói trong kinh điển là mình phải dựa vào cái pháp hành. Đó. Cái pháp hành thì trước khi mình hành để mình thấy cái đó thì mình cũng dựa vào những cái sự suy nghĩ giống vậy để được cái này được cái nọ. Nhưng mà khi mình thực sự là mình buông bỏ một cái gì đó, mình tới nơi đó đều mình thấy cái điều đó nó lại không có còn giống như ý mình nghĩ nữa. Thành ra đó là tôn giáo xuất hiện để xoa dịu những cái đó, để giải thích một số vấn đề như vậy. Thành ra chúng sanh đều giống nhau với những cái chuyện đó. Thành ra bói toán, bói này, bói nọ đều có giống nhau, chứ không phải chỉ riêng về dân Á Châu hay riêng về dân Mỹ Châu hay dân Amazon gì, cái đó không phải. Nói chung cho kiếp này nó làm dân Amazon, chứ kiếp sau có thể là dân Mỹ. Mình kiếp này mình là dân Việt Nam, nhưng kiếp sau mình có thể là dân Tàu. Thì những cái tư tưởng nó được nối liếp, nói tiếp vậy thì nó trở lại những cái cũ rất là dễ. Và người ta dựa vào đó để nghĩ rằng được an vui. Nhưng mà mình qua một số cái kinh nghiệm của đời sống mình thì mình sẽ biết nó như thế nào. Nam mô Bụt Thầy nha. Dạ, sa thú, con thành kính đảnh lễ tri ân ngài rất là nhiều. Dạ, trước đây con cứ tại sao con cứ thắc mắc hoài, bây giờ con nghe ngài giải thích rồi, con đã thông được rồi. Dạ, thì dù đúng là nước văn minh, nhưng mà chỉ dạy vật chất thôi, tinh thần thì giống nhau. Dạ, con tri ân ngài rất là nhiều. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời bằng tay quý vị và mời những câu chết chắc ạ. Dạ, một lần nữa Nhật Quỳnh kính mời với anh chị em đạo hữu hoan hỷ đưa bàn tay của mình lên, hoặc có những câu chích chát, nếu không tiện thì cầm mic thì có thể chích chát lên Nhật Quỳnh xin đọc, và cũng thể có thể VM cho Nhật Quỳnh để Nhật Quỳnh hỏi ngài cũng được. Dạ, kính mời đạo tràng, tại vì mỗi một vị có một cái hiểu biết về giáo pháp của Đức Thế Tôn như thế nào, để từ đó mình thảo luận thì mình sẽ sáng tỏ vấn đề hơn. Dạ, kính mời đạo tràng ạ.
Dạ, con cũng chưa thấy có câu hỏi. Dạ, con xin hỏi tiếp một câu nữa. Dạ, xin quý anh chị em đạo hữu hãy chuẩn bị câu hỏi nha. Dạ. Dạ, bạch ngài, con học câu pháp cú số 100. Thì duyên sự là nói về một đạo phụ tử tên là Tâm Bá Tá Thiết Cá. Thì đầu tiên trước khi làm đạo thủ phủ thì vị này theo đảng cướp, và khi đảng cướp bị vua bắt thì kiếm người để mà chặt đầu 499 đồng bọn, thì hỏi từ đầu tới cuối cùng không ai dám chặt, chỉ có một vị này là dám chặt đầu 499 đồng bọn, và sau đó thì trở thành đạo phụ thủ. Nhưng khi được gặp ngài Sariputta giảng dạy thì chặt đầu quả. Và cái câu hỏi này, có cái thắc mắc của con là có thể đời đời quá khứ vị này đã tạo nhiều thiện nghiệp, nhưng mà có thể do một cái ác nghiệp nào đó mà đời này phải làm đạo thủ phủ. Mà trước khi làm đạo thủ phủ thì cái vị trứng cướp đã nhìn cái mặt của cái vị này là rất là ác ôn rồi, nhà là không nhận vào rồi. Thì câu hỏi của con là tại sao một người tới có những cái ác nghiệp đời hiện tại nó nặng nề như vậy mà chỉ cần gặp ngài Xá Lợi Phất là đã nói là đã đắc được đạo quả, mà đã xóa được những cái ác nghiệp mà hiện tại cũng như những cái ác nghiệp đời quá khứ. Xin ngài chỉ dạy cho con để con biết rõ. Dạ, con kính nhân minh đến ngài. Nam Mô Bích Hà. Dạ. Nam Mô Bích Hà. Dạ, kính bạch Chư Tôn. Dạ, kính thưa cho quý vị, chúng ta có cái quá khứ là rất nhiều ạ, tăng kỳ kiếp, và từ cái quá khứ cho tới cái thời gian hiện tại đi, chúng ta làm ác cũng nhiều mà làm thiện thì cũng không có ít. Tùy theo cái giai đoạn của cái người đó trong quá khứ làm thiện tới cỡ nào, nếu người đó làm thiện nhiều hơn làm ác thì cái cơ hội gặp được bậc thánh đó, rất dễ dàng đắc đạo quả, dầu rằng ngay cả kiếp này vẫn làm ác như thường chứ không phải là làm thiện. Và trong lịch sử truyền giáo của Đức Phật chúng ta thấy rất nhiều vị như vậy. Điển hình là ông Angulimala, quý vị thấy không? Sinh là con nhà giàu, nghĩa là có được cái phước đó chứ không phải đâu. Được gửi đi học rồi, nhưng mà nghe lời xúi dục của những người bạn bè xấu xa đó, để đi vô rừng làm tướng cướp, giết bởi những người. Nhưng cái phước thiện của chúng ta còn nhiều, thành ra lọt về võng trí của Đức Thế Tôn trước khi mà hạ sát bà mẹ để được cái ngón tay thứ 1000. Chứ nếu mà không lọt vào giọng trí Đức Phật thì ao khi mà ông ta làm cái việc đó thì không bao giờ trồi lên nữa, cũng dài a tăng kỳ mới được giống như ông Đề Bà Đạt Đa tới quý vị thế. Thành ra nó có rất nhiều cái chuyện như mình quá khứ nó trùng trùng điệp điệp mà tương lai nó cũng không thể đếm được. Và nếu mà trong quá khứ mà chúng ta có hơn á, tức là gặp được nhiều vị Phật, có thể bậc độc giác hay bậc gì đó, học được, nghĩa là có thể tu tập hay quân tập một số cái thiện pháp về vấn đề giáo pháp, thì chúng ta vẫn có nhiều cơ hội hơn là không có được cái đó. Hiện tại đa số bây giờ đó còn lại khoảng chừng vài trăm triệu người đó, được cầm quyển kinh, được cúi đầu đảnh lễ tôn tượng Đức Thế Tôn. Nhưng mà rất tiếc, chúng ta gặp kiếp nào gặp được Phật pháp cũng đều tu nháp, thành ra kiếp này gặp lại vẫn tu nháp tiếp tục như thường, thành ra không có gì hết. vì lấy cái đó để làm cho bài học, ráng mà tu đi, còn hơi thở bao nhiêu đó ráng mà tu để làm gì. 70-80 triệu năm nữa gặp cái vị Phật cuối cùng của quả đất này, mai ra còn có cơ hội, chứ còn nếu không lại tiếp tục bước một bước hai từ đầu nữa. Bởi vì nên nhớ gì đó, nghĩa là
Chúng tôi nói kỳ trước thì chúng tôi nói là mình bao nhiêu triệu Phật thì mình không gặp, kiếp này mình cũng không được gặp, nhưng mà ít nhất còn lại giáo pháp của Ngài, nhưng mà chúng ta vẫn tiếp tục dễ vui như thường thì đừng có trách ai cả. Nếu mà chúng ta không lợi dụng những cái cơ hội mà gặp được Phật pháp như vậy mà không ráng học cho nhiều vô đó, thì sau này gặp Ngài vì Thế Tôn cuối cùng của cái trái đất này đó, thì chúng ta vẫn tiếp tục luân hồi mà không có được gì cả, nên nhớ chuyện đó. Thành ra những cái chuyện gì quá khứ chúng ta làm ác, chúng ta nhớ không nhớ hay không nhớ không cần cần thiết, nhưng mà cần thiết là lúc này chúng ta đã gặp được giáo pháp của Đức Phật thì ráng cố gắng càng học càng nhiều càng tốt, bởi vì mình không biết cái khả năng mình cỡ nào, mình không có cần lựa vậy đó. Đó nghĩa là pháp môn nào trong 84.000 bài pháp của Đức Phật để lại, ráng cố gắng học học để tạo một cái duyên lành để kiếp một vài kiếp sau, hay là tới vị Phật sau mà lỡ Ngài có nói câu gì mình nghe ổ quen quen là lúc đó là thấy đời nó sung sướng rồi đó. Chứ nghe Ngài nói, ông Ngài nói tiếng gì mình không hiểu, mình sinh ra ở Việt Nam mà ông nói tiếng kiểu này thì thôi lúc đó là kể như xong luôn. Thành ra ráng cố gắng học được bao nhiêu càng tốt, đừng bao giờ dễ vui trong cái giáo pháp của Đức Phật mà mình đã được gặp, bởi vì đó là cơ hội ngàn năm một thở mới được một lần. Nam mô Bổn Thầy nhé. Dạ, sa thú lành thai. Dạ, con thành kính lãnh lễ tri ân Ngài. Và con cũng cố gắng ghi nhớ lời Ngài dạy. Phải không chị Mạch Ta? Ráng học nhà. Và ráng học để những giáo pháp của Đức Thế Tôn ngắm sâu vào trong cái tiềm thức của mình. Dạ, con tri ân Ngài rất là nhiều. Và một lần nữa Nhật Quỳnh kính mời quý vị mời đạo tràng có thể đưa những bàn tay xinh đẹp của mình lên, mời những câu đắc lạc. Quỳnh tu học Phật pháp ơi, Nhật Quỳnh sẽ hỏi Ngài một câu nữa, rồi Nhật Quỳnh kính mời Quỳnh cứu Nhật Quỳnh nha. Nhật Quỳnh cạn giống ngờ nghe Quỳnh, Quỳnh có chiếc máy không? Dạ, hôm nay không có vị nào chết chát lên, cũng như không có vị nào cầm mic. Dạ, mà hôm nay thì Nhật Quỳnh thấy Quỳnh vào sớm, Quỳnh có thể cứu Nhật Quỳnh được không? Cho Nhật Quỳnh một tín hiệu đi, Quỳnh học Phật pháp ơi. Alo, Quỳnh học Phật pháp có trước máy không? Cho Nhật Quỳnh một tín hiệu đi. Dạ, bạch Ngài, con xin hỏi một câu nữa ạ. Dạ bạch Ngài, từng giờ rồi con nghe Ngài giải thích những câu hỏi trong đạo tràng rất là hoan hỷ. Thì con lại nhớ hồi cách đây cũng nhiều năm rồi, thì con có chứng kiến được một cái cảnh là một người già bị bệnh ung thư. Lúc mà bà sắp mất thì bà rất là đau đớn, bà rên la nhiều lắm. Nhưng có một người cháu đi tu, một người cháu đã đi tu về thăm bà, thì vị thầy này thấy bà đau đớn quá nên vị thầy này đã rót nước dâng lên bàn Phật và vị thầy đã tụng kinh. Thì con không không rõ là tụng kinh gì thì con không có rõ, nhưng mà tâm của vị thầy rất là chân thành. Và khi mà vị thầy nó xin nước để bàn Phật cho bà uống thì bà không còn bị đau nữa. Dạ, bà không bị đau, bà không có rên la nữa, mà không biết như thế nào thì con không rõ, nhưng mà thấy bà nằm im mà không rên la nữa. Và từ mấy ngày sau thì bà ra đi, nhưng mà đi thì rất là nhẹ nhàng, không có đau đớn dằn vặt cái thân xác. Dạ, mà con thì lúc đó con cũng không hiểu thế nào, con nghĩ là do là lời kinh linh ứng hay là lòng của đứa cháu của bà thấu được đến nơi nào đó nên là làm bà không đau đớn nữa. Tại vì thầy nói là giống như thầy
xin nước cầu nguyện để cho bà đừng có đau đớn. Thì xin Ngài giải thích giùm con cái vấn đề này. Theo như lời dạy của Đức Thế Tôn thì cái vấn đề này mình phải giải thích như thế nào để Phật tử, hàng Phật tử chúng con hiểu rõ được, để chúng con làm cái cơ duyên cho chúng con tu tập với Ngài. Dạ con kính nhân mít đến Ngài. Nam mô Bích Hà. Dạ. Nam mô Bích Hà. Dạ kính bạch chư tôn mẹ. Dạ kính thưa chư quý vị. Cái đó chẳng liên quan gì tới cái gì thầy thông kinh nên gì hết. Liên quan thì tới người bệnh mà thôi. Người bệnh khi thấy cái ông thầy đó, ông tụng kinh trước bàn thờ Đức Phật, bà có hiểu hay không, cái đó chúng tôi không biết. Nhưng bệnh nhất cái lúc đó, cái đức tin của bà phát sanh là cái điều mà cái vị sư hay vị thầy đó làm. Khi mà cái đức tin nó phát sanh, đức tin nó là một loại thiện pháp. Mà cái thiện pháp đó khi phát sanh trong người đang bệnh, nó làm cho tứ đại của người đó bình thường trở lại. Bởi vì trong tứ đại nó có một số cái loại sắc phát sanh từ tâm. Khi bình thường nếu cái loại sắc đó nó phát sanh từ tâm, từ loại tâm xấu đó, ví dụ đau quá rồi lầm bầm nghĩ bậy nghĩ bạ đó, thì cái sắc đó nó làm cho cơ thể nó suy thêm, chứ nó không có được phản ứng tự nhiên. Thành ra khi tức tin mà nó của người đó phát sanh, mà lúc đó có năng lực, tại vì có người nghĩ rằng, bà nghĩ rằng cái ông thầy mà tụng kinh nó chắc là kêu Phật để phù hộ, để giúp bà, hiểu vậy. Thì cái đức tin đó nó làm cái tứ đại của bà nó điều hòa. Mà khi tứ đại nó điều hòa thì cái cơn đau có thể còn, nhưng bà quên cái cơn đau đi. Bởi vì đương đau mà nó nhẹ lại, nó cái triệu chứng nó khác nhau, thì tự nhiên thấy là giống như nó không đau, nhưng mà đau thì vẫn đau, thì làm sao không đau được. Thì cái điều đó chứng tỏ rằng cái đức tin của bà nó phát sanh về cái chuyện của cái ông thầy kia làm đó. Nó giúp cho bà chứ không phải ông thầy kia giúp. Nó nhớ chuyện đó, ông thầy ông tụng ông có phước. Mà cái phước đó thì có bà phải tùy hỷ, mà tùy hỷ thì năng lực nó không có nhiều. Ngoài trừ đức tin phát sanh nào nó qua nó có nhiều. Thì cái đó nó mới giúp được bà ấy vậy. Đó. Nhưng mà người ta không có hiểu về những cái sự vận chuyển trong cái tứ đại này nè. Cho nên ta nghĩ là tại ông đó ông tụng gì đó cái Đức Phật giúp đỡ rồi này kia xong cho mình, không có Đức Phật nào làm ở cái đó đó. Nên nhớ Đức Phật vẫn bệnh, vẫn đau đớn như thường, chứ không phải là ấy mà lúc nào ngài bệnh ngài có tụng kinh đâu. Vẫn bên cạnh ngài cũng có ông bác sĩ, ông lo lắng ngay sao nó mình nghĩ cái gì nghĩ nó cho nó có nghĩa là có nhân quả, chứ đừng bao giờ nghĩ theo cái chuyện ngoài đời cầu Phật Phật chứ từ cái cõi nào để xuống giúp à. Không có đâu. Nhưng mà cái đức tin người đó làm tứ đại họ đều hòa, thành để cơn đau nhất nó bớt và nó êm đi. Nam mô Bích Thầy. Dạ. Dạ, xà thủ lành thai. Dạ, con thành kính tri ân Ngài rất là nhiều luôn. Dạ, Ngài giải thích dạ, đúng lý, dạ, đúng khoa học. Dạ, con thật sự trong lòng con không biết giải thích như thế nào khi một sự việc như vậy. Nhưng mà lúc đó thì con đang đi theo bất tâm mà. Con chỉ nghĩ, do cái vị thầy này tụng kinh thấu đến là tứ đại thiên vương hay gì đó, nên là những chư thiên hộ trì cho bà. Dạ bây giờ Ngài nói thì con hiểu rất là nhiều. Dạ hồi trước con cũng bị dướng một chút cho đó bạch Ngài. Là lúc đó, má con bệnh, đêm nào cũng 3 giờ mấy hoặc là 12 giờ đêm, con lên bàn thờ bà Quan Âm, cái con cũng tụng 12 biến kinh Bà Quan Âm đó, cứu khổ cứu nạn. Xong con xin nước cho má con uống. Nhưng mà thật sự là má con cũng không có mất bệnh. Nhưng mà khi mà con thấy cái vị thầy đó như vậy á, anh ấy trong lòng con không hiểu, con nghĩ là chắc là do cái vị thầy này người ta tu nên hiệu ứng hơn mình, còn mình không có tu. Nhưng bây giờ Ngài giải thích cho con rất là hoan hỷ, và con kia ơn Ngài rất là nhiều.
Dạ Nam Mô Bích Tha. Dạ, dạ bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời bằng tay quý vị. Quỳnh tu học Phật Pháp có đó không? Quỳnh ơi, Quỳnh cứu Nhật Quỳnh đi chứ. Quỳnh cản vốn rồi. Dạ nãy giờ, dạ nãy giờ Nhật Quỳnh năn nỉ quá chừng luôn, không ai đưa bằng tay lên hết. Quỳnh ơi, Quỳnh cứu Nhật Quỳnh đi để nhiều khi những câu của Quỳnh á, làm gợi ý cho đạo tràng có những câu hỏi hay hơn. Dạ, giờ mời Quỳnh nha, Quỳnh cứu Nhật Quỳnh một chút đi. Dạ, để Nhật Quỳnh hỏi hoài thì không còn vốn nữa Quỳnh. Dạ, mời Quỳnh nha. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ sư Liệu Tông, con kính đảnh lễ sư Trí Đức, kính đảnh lễ chư tôn đức tăng, quý cô tu nữ và xin mến chào quý đạo hữu. Sẵn cái câu mà cô Nhật Quỳnh, chị Nhật Quỳnh vừa mới đề cập đó thưa sư, thì con nhớ là ngài Angulimala mà sau khi đã thành một vị A La Hán rồi đó thưa sư, thì cũng có gặp một cái người phụ nữ đang sanh ở bên lề đường đó, thì ông cũng có chú nguyện, ông cũng có dùng một cái chú nguyện do cái phước đức mà của ông mà từ cái lúc mà xuất gia với lại Đức Thế Tôn đó, đó thì giúp cho cái người phụ nữ mà sanh đang đau đó, đó và họ hết đau. Thì như vậy rõ ràng là nó cũng có một cái năng lực gì đó chứ sư. Dạ. Từ một cái người mà gọi là đức độ thì cái lời chú nguyện nó cũng phải có một cái năng lực gì đó chứ mình nếu như mình bác hoàn toàn là cái duyên từ cái người mà tụng á, thì con thấy nó cũng hơi cực đoan, tại vì cái gì nó cũng có nhiều cái nhân duyên nó kết lại chứ không phải là chỉ riêng có một mình cái đương sự thì họ mới có quyết định toàn bộ. Thì con thấy rằng là ở đây nó cái người mà tụng đó đó thì nó một cái duyên phải không thưa sư? Và con kính gửi mic để cho sư chỉ dạy thêm về cái vấn đề chú nguyện cho một cái người đang bị bệnh chẳng hạn. Dạ, con gửi mic cho sư. Nam mô Bụt Tha Giá, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Cái người mà làm cái việc quan trọng đó không phải là cái ông sư hay là ông thầy chú nguyện, mà là cái người đó, người đó. Bởi vì khi cái người đàn bà đó, đó mà thấy cái tăng tướng của ngài Angulimala, lúc đó ông ta là bậc thánh rồi đó, nó khác đó. Nghĩa là bây giờ nó thật sự rằng mình không bị cái gì, nhưng mình đi ra đường mình thấy một cái vị tu sĩ mà trang nghiêm mà chững chạc, tự nhiên mình cũng phát sanh đức tin rồi. Cái đức tin đó nó phát sanh trong đầu mình chứ không thể đâu phát sanh do từ trong đầu ông kia. Thành ra cái năng lực của những cái pháp phát sanh trong người của mình nó giúp mình chứ không phải là cái, nhưng mà người kia là nghĩa là cái điều kiện, cái điều kiện để cho mình có đó. Nhưng mà với điều kiện mình phải có đức tin, hay là mình thấy cái gì ở người đó đáng kính trọng thì cái đúng đó mà nó mới giúp mình. Chứ còn bây giờ mình không tin gì hết, nghe ông nói vậy tôi đau thấy mộ ở đây, ông nói nguyện cho này nguyện cho kia, rồi lúc đó làm sao hết đau được đó. Thì cái người làm cái đó đó là cái điều kiện để cái người này phát sanh thiện pháp. Nếu người này không có khả năng phát sanh thiện pháp thì dầu có đứng trước Đức Phật cũng không có giúp ích gì cả. Nên nhớ chuyện đó. Ăn thua cái người như người nào. Thành ra tại sao có nhiều người lọt vào giọng trí của Đức Phật, ngài không đi độ, ngài kêu ngài sẽ được tạ, hoặc ngài kêu cái vị khác đi. Tại sao? Bởi vì cái vị đó nó có một cái điều kiện hay là một cái gì đó mà cái người đối diện đó phát sanh được cái đức tin này, phát sanh được những cái điều kiện trong não của họ đó, thì cái đó nó mới giúp họ. Chứ nếu không phải cái đó làm sao giúp nó phát sanh ở ngoài, sao giúp được họ? Thì cái trường hợp đó, của cái ông sư tụng kinh cho bà già rồi đó cũng như vậy, hoặc cái bà kia đó cũng phát sanh cái đức tin do vào cái việc làm của ngài Angulimala đó. Chứ không có gì đó,
Mình nhớ ngàn u liêu ma lá hai lòng thầy tụng kinh nó chỉ là điều kiện để hai cái người này nhìn vô một số cái gì mà xảy ra trước mặt họ đó, làm cho họ phát sanh đức tin, làm cho họ phát sanh thiện pháp. Thì chính cái thiện pháp phát sanh trong cái người của họ nó giúp cho họ, chứ không phải là ông thầy đó ông tụng kinh là ông giúp, hay là ông ăn u liêu ma lá làm chuyện đó mà giúp được. Không, mình phải hiểu gì chứ, cho nó có, nó có nhân quả đàng hoàng chứ còn kiểu là ông tụng vậy cái tự nhiên mà né hết bệnh chứ không có gì tự nhiên đó, phải có nhân quả chứ. Còn mình nói tự nhiên cái gì cũng tự nhiên mà quả nghe tụng mà hết bệnh đâu được hả. Nam mô Bổn Thầy á. Nam mô Bổn Thầy. Dạ dạ con kính cảm ơn sư ạ. À, nhưng mà sẵn ở đây sư nói về cái đức tin của cái người mà bệnh đó đó thưa sư, thì cái đức tin đó nó có cần phải làm một cái chánh tín không, hay họ muốn tin gì họ tin, à, mình có thể nó là một cái tà tín, giống như là ví dụ như là họ tin rằng à, họ thấy cái cảnh đó và họ nghĩ trong đầu họ tin rằng à, với cái sự tụng kinh đó thì họ sẽ có được có một cái thần lực gì đó là cứu cho họ, là ví dụ như vậy. Nói chung là một cái niềm tin, nhưng mà nếu mình đối chiếu với lại bên giáo lý thì nó lại không đúng. Con lấy ví dụ như vậy thì cái đức tin đó nó có hiệu lực hay không? Tức nghĩa là ý con nói rằng là có cần phải làm một cái chánh tín không, hay nó là chỉ là một cái niềm tin bất kỳ, miễn rằng là có một cái đức tin mạnh ở cái thời điểm đó thì đó là một cái thiện tâm hay chăng? Dạ, con xin gửi mic để cho chị sư chỉ dạy rõ về cái điểm này ạ. Nam mô Bổn Thầy. Dạ, kính bạch chư tổ hiền. Dạ, kính thưa chư quý vị. Dĩ nhiên cái đó là đức tin, nhưng mà là chánh tín hay là cái gì khác cái đó là mình không có khả năng nên biết được. Nhưng mình nhớ cái đức tin, dùng chữ tin ở đây đó là nó phát sinh trong cái một trong tám tâm đại thiện đó, không phải chỉ có cái tâm sở tín trong tám tâm đại thiện mà nó làm được điều đó, nó còn có nhiều cái tâm sở khác trong đó nữa, nó thành một loạt những cái lộ trình tâm như vậy ra nó mới giúp được chứ. Chứ mình đừng có nghĩ là vừa phát sinh đức tin nghĩa là nó có năng lực, không phải đó. Nếu là hàng loạt những cái tâm đại thiện nó phát sanh thì nó mới được có điều kiện để nó giúp cho người khác khởi sanh những cái gì tiếp tục cho đó, để giúp cho cái phản ứng của cơ thể nó có cái năng lực để nó chống lại sự đau đớn đó, chứ đâu phải khi không nó phát sanh là được một lần một hai lộ trình tâm là được, đâu có được. Nó phát sanh rất là nhiều đó. Nhưng mà bây giờ nếu mà biểu mình phân tích thì mình đâu có tham thông, nó biết lúc đó người đó nghĩ gì đâu, mình phân tích ra để cho nó ấy, phải không? Nhưng mà chắc chắn cái điều là đức tin, từ tin tưởng vào cái vị đó, hay là sự tin tưởng vào cái điều kiện gì do kinh nghiệm trong đời sống họ nghĩ như vậy đó. Thành ra cái lúc đó nó mới giúp cho các tâm đại thiện nó phát sanh, mà các tâm đại thiện nó phát sanh thì những cái tứ đại nó phát sanh nhờ dựa vào cái tâm đại thiện đó, thì nó vẫn là cái những cái tốt chứ nó đâu còn là cái xấu nữa. Mà cái tốt thì làm cho cơ thể họ khỏe mạnh là cái chuyện mà nói theo vật lý đàng hoàng, chứ mình đâu có nói ôi đức tin nó vừa phát sanh xong hết bệnh, cái đó không có gì mà chúng tôi không có dám nói như vậy. Bởi vì nó phát sanh do theo điều kiện để làm cho cái thân thể này bao nhiêu chuyện nữa trong hay không đâu, thì lúc đó mới đưa tới cái sự mà thảnh thơi của họ được. Nam mô Bổn Thầy. Vậy dạ, trước hết con xin kính đánh lễ ba ngôi tam bảo, con xin kính đánh lễ quý sư, con xin kính đánh lễ ngài Liễu Tông, và con xin kính chào đạo tràng. Thưa sư, con có một cái câu hỏi này, con thắc mắc trong trong cái về cái bảy giác chi, bảy cái giác chi và bát chi đạo, mà có những bài kinh con đọc Đức Phật phải nói phải làm sung mãn cho bảy giác chi để mới mới được
giải thoát, mà nhưng mà mình phải có bát chi đạo thì nó mới đi đến giải thoát. Vậy cái phần yếu tố quan trọng giữa bảy giác chi và bát chi đạo thì theo sư, cái nào là điểm chính để cho mình có một cái sự tu tập giải thoát? Xin sư có thể giải thích cho con không ạ? À? Con xin cảm ơn sư ạ. À. Con xin nhường mic cho sư ạ. À. Nam mô Bụt Thầy gia kinh bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Quý vị phải đi từ đầu cho tự nhiên đi ngang xương như vậy, làm sao mà quý vị có thể làm cho nó mạnh những cái chi đó được. Cái người mà nhờ mà gặp Đức Phật thuyết cho bài tới cái chi, người đó đã phải tu nhiều đời nhiều kiếp nó mới được. Đức Phật nói chuyện đó. Còn thường thường cỡ mình nó chưa chắc ngày từ tứ niệm xứ, ngày chỉ mới dạy theo biểu hành tứ niệm xứ thôi, chứ đừng là chưa chắc tới cái khác. Quý vị phải đi từ thấp lên cao rồi mới những cái chi đó đó nó có năng lực lần 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 cho tới cái năng lực của, nếu nó là cái chi pháp của thất giác chi đó, thì cái năng lực nó rất là mạnh thì nó mới giúp được cái bát chánh đạo. Lúc đó là bát chánh đạo chứ không phải là bát thánh đạo, mà nó bát chánh đạo không phải ngũ chánh đạo chứ không phải bát chánh đạo. Bởi vì quý vị đi tới đường đó rồi đó, là năm cái chi của con đường đó đó, nấy trừ ba cái chi về thuộc về giới thôi, thì nó mới giúp được cái đó. Còn bây giờ mình thí dụ như mình hiểu được, mình mới nhào vô mình mới học lớp đệ thất đệ lục, mình nhào lên mà thi tú tài một đâu có được. Làm cái gì nó cũng phải có cái điều kiện của nó, phải đi từ thấp tới cao chứ không có nhảy rào được. Ngoại trừ quý vị tu nhiều đời nhiều kiếp và được lọt vào vọng trí của Đức Phật, thì ngài lúc đó ngài nói những cái pháp có thể là nó không có bắt đầu từ đầu nhưng từ lúc cứ giữa cũng có chứ không phải không. Nhưng mà cá nhân của mình á, nó phải nói theo mình gặp Phật pháp vào giữa cái thời ấy này, thường thường đa số mình không phải thuộc loại hai cái hạng đầu tiên mà chúng tôi nói đó, bốn hạng người đó trong giáo pháp Đức Phật. Hạng thứ nhất một cái tiện vô, hạng thứ hai quyết diệt tiện vô mới có khả năng làm được điều đó. Còn mình hạng thứ ba hay qua có thể là hạng thứ tư nữa thì không có khả năng mà nhào vô là cái là thất giác chinh liền liền được. Phải tập từ đầu hết đó chứ không có ấy. Đi quý vị tập từ đầu thì nó sáng rõ lần lần rồi mình mới là mới có thể mình níu kéo và để mình dựa vào một số cái điều kiện trong pháp học để mình giúp nó được chứ. Còn khi không cái mình nhào vô cái muốn cái hành thất giác chi không có đường nào cả. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, con hiểu ý sư giải thích đó, nhưng mà ý của con á là nè, không phải ý của con như vậy. Ý của con biết là tu tập thì phải tu thuần tự pháp, nhưng mà tại vì con đọc nhiều cái kinh điển á, thì thường thường á con nghe là bát chánh đạo là con đường dẫn đến niết bàn, nhưng mà con đọc trong những kinh á thì có những cái thất giác chi, Đức Phật nói phải phát triển những cái thất giác chi, mà con không biết. Con biết là con điểm của con muốn biết đó là thư sư, nếu mà có bát chánh đạo thì là tất nhiên là cái người đó nó sẽ có những cái bảy giác chi, hay là tu tập cũng như là những người mà tu tập có bát chánh đạo đó, xong thì phải làm sung mãn cho thất giác chi hay là thất giác chi, cái điểm nào nó quan trọng như giữa cái thất giác chi và bát chánh đạo, chứ con biết là không phải là mình vô cái là mình tu tập cái thất giác chi hay bát chánh đạo. Con biết là tượng tự pháp, nhưng mà giữa ý con ý nói là giữa cái thất giác chi và bát chánh đạo, hai cái này hỗ trợ nào hỗ trợ kia, nhưng mà cái cốt lõi yếu quan trọng là bát chánh đạo hay là thất giác chi. Vậy sư có thể giúp cho con hiểu một cái về cái pháp học này không sư? Dạ con kính tri ân sư ạ. Dạ con xin xuống mít ạ. Nam mô Bụt Thầy gia kinh bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư vị. Thế nhưng quý vị nếu đi từ đầu thì cái thất giác chi nó phải tới trước chứ làm sao nó ấy được. Nó phải có năng lực từ thấp tới cao tới năng lực của thất giác chi, rồi lúc đó nó mới giúp được những cái chi. Có những cái chi trong thất giác chi là chi trong bát chánh đạo được như thường, ví dụ như niệm thấy rõ ràng. Còn một vài chi trong thất giác chi nó để phụ giúp những cái chi chánh đó để cho nó có khả năng nó diệt phiền não.
Bởi vì cái khi mà tám cái chi đó nó mà đi một lượt á, quý vị nên nhớ tám cái chi đó mà nó đi một lượt đó, nó không còn làm cái nhiệm vụ thông thường mấy, mà chỉ làm có nhiệm vụ duy nhất là tiêu diệt phiền não mà thôi. Thành ra cái năng lực của nó ghê gớm lắm, chứ không phải là năng lực giống như thất chất chi. Thất chất chi cái năng lực vẫn còn ít chứ không nhiều được, bởi vì lúc đó là nó còn làm cái nhiệm vụ của nó. Nhưng mà cái năng lực trong trong bát thánh đạo đó là năng lực đó là cao tột rồi, mà nó không có làm cái nhiệm vụ thông thường giống như mình nghĩ, mà nhiệm vụ của nó là diệt, tận diệt các phiền não. Ví dụ cái tám cái chi đó mà nó ở trong tâm sơ đạo đó, nó diệt cái gì thì diệt hai, có hai cái pháp mà có thực tính pháp đàng hoàng đó, tức là tà kiến và hoài nghi mà thôi, nếu nó không có diệt mấy cái khác được. Thì cái năng lực cho đó nó mạnh cái đó, mà trong khi năng lực của thất chi không không làm được việc đó. Bởi vì năng lực thất chi để chuẩn bị cho giúp đỡ cái tám cái chi kia mà thôi đó. Thành ra nó tại sao quý vị nếu coi trong 37 phẩm trời đạo và đi từ thấp tới cao là vậy, khi nào mà lên tới thất chất chi mà nó tròn đủ là kế bên nó là bát thánh đạo rồi, chứ không còn ấy nữa. Thành ra cái năng lực của nó là năng lực rất là cao, mà còn năng lực nữa, cái niệm mà được gọi cái niệm mà thấp hơn nó là không có, không có gọi là niệm giác chi, mà thấp hơn ta gọi là niệm quyền, thấp hơn nữa là thấp hơn là niệm lực, thấp hơn nữa là niệm quyền. Đó. Nó đi từ phải đi tập từ bước để cho nó có năng lực tới đó, tới niệm giác chi rồi. Sao nếu có năng lực nó tới mức độ hơn cái đó nữa thì lúc đó mới gọi là chánh niệm. Thì cái giác chi dầu rằng nó có năng lực nó vẫn thua cái kia được, bởi vì nó vẫn không phải làm nhiệm vụ thông thường, chứ cái nhiệm vụ mà để diệt phiền não nó chưa làm được. Ngay cả quý vị đó có thành có cả bảy di của thế cái chi cũng chưa diệt được phiền não, nhớ chuyện đó. Nam mô Phật Thầy. Sa thú, con kính tri ân sư à, đã giải thích cho con, dạ con hiểu rồi à, dạ con xin nhường mic cho người kế tiếp à, dạ con xin xuống mic ạ. Dạ sa thú, chúng con thành kính đại đệ tri ân ngài Liễu Tâm và từ bi giảng dạy câu hỏi của huynh Chánh Tâm. Dạ năm bích hai giá, dạ con xin sám hối vì đạo tràng con vừa bị rớt nét. Dạ cảm ơn thiện vụ, cảm ơn thích hà, dạ cảm ơn minh giang nhật hà. Dạ thích hà có câu hỏi không? Có câu hỏi, dạ cảm ơn vợ thanh. Dạ có câu hỏi thì xin đưa bàn tay lên ạ, hoặc là có những câu chất chát. Hà ơi có câu hỏi không thì xin mời bàn tay ạ. Dạ mời những câu chất chát và mời những bàn tay ạ. Dạ huynh tu học Phật pháp ơi, kính mời bàn tay của huynh ơi. Dạ mít ấy nữa rồi huynh cứu cho huynh nha. Dạ mời huynh. Nam mô Bụt Thầy. Dạ sẵn cái câu hỏi về thất giác chi như hồi nãy là có cái anh Chánh Tâm anh đề cập cái sư thì con nhớ là bảy giác chi này nó là
7 cái chi phần của một cái bậc giác ngộ luôn mà thưa sư. Có nghĩa là một cái bậc giác ngộ là họ có đủ 7 cái chi này luôn. À, ngoài cái việc mà 7 cái chi này nó là cái pháp để mà dẫn tới, nhưng mà 7 cái chi này nó cũng là 7 cái chi của một cái bậc giác ngộ. Như vậy thì rõ ràng là 7 cái chi này nó cũng mạnh, nó cũng có một cái năng lực rất là mạnh sát trừ phiền não chứ thưa sư. À, thì tại vì có cái quan điểm cho rằng á, là thật ra đó, mình chia là 37 phẩm trợ đạo, nhưng mà khi mà tu mà trọn vẹn ở một cái phẩm nào đó, ví dụ như nếu như mà tu trọn vẹn mình trầm 7 giác chi thì tất nhiên rằng là nó cũng sẽ có chứa đầy đủ là bát chi đạo. Thì cái quan điểm đó thì mình suy nghĩ như thế nào thì sự? Có người nói rằng là thật ra là khi mà mình tu tứ niệm xứ thôi thì nó cũng dẫn tới, nó cũng có, nếu mà mình phân tích ra thì nó cũng vẫn là đầy đủ là bát chi đạo. Như vậy thì 37 phẩm đó là tuy là khác nhau bởi những con số 4, con số 5, con số 7, con số 8, nhưng mà thật ra là nội dung nó cũng giống nhau ở cái đích cuối cùng. Thì không biết cái quan điểm đó như thế nào thưa sư. Dạ, con kính gửi mic để mà cho sư chỉ dạy nó rõ hơn về cái quan điểm như vậy. Con gửi mic cho sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, kính bạch chư tổ. Dạ, kính thưa chư quý vị. Bảy cái chi trong thất giác chi nó có năng lực rất là mạnh, đồng ý. Nhưng mà cái năng lực đó để làm việc của nó chứ không phải để việc phiền não, nên nhớ cái chuyện đó. Đó. Quý vị vô quý vị coi định nghĩa sở tỷ sẩm phốt chăn khá và sẩm ma sở tỷ cái nó làm việc gì. Sẩm ma sở tỷ là nó để diệt phiền não, nó vừa bảy anh kia để diệt phiền não mà thôi. Trong khi cái sẩm phốt chăn khá đó cái niệm chuẩn bị cho cái pháp kế tiếp để diệt phiền não. Chứ bây giờ mình nói là dĩ nhiên là bây giờ mình hành để đắc đạo rồi thì dĩ nhiên những cái chi của tất cái chi nó có trong người mình dùng có thể để mình làm những cái chuyện mà thông thường, ví dụ mình ngồi quan sát rồi này kia rồi vẫn làm được, trong khi cỡ như mình chưa tới đó thì mình làm không có thể dùng được. Nhưng mà nên nhớ tất cả các chi pháp, thực tinh pháp nó đều có cái điều kiện khi nào nó ở trong đó, và dựa vào cái điều kiện đó Đức Phật mới chỉ nó để đặt tên cho nó. Tại sao niệm lúc đó không gọi là niệm chánh niệm mà lại gọi là niệm giác chi? Cái niệm trước đó nó đâu có năng lực, nó chưa đủ thì nó mới gọi là niệm quyền, niệm lực chứ. Chứ nếu không thì nghĩa là nó nhào vô cái nó có được. Nghĩa là phải đi cho khi nào nó mạnh tới đâu đó làm nhiệm vụ của nó. Dựa theo cái nhiệm vụ mà nó sức với cái sức mạnh của nó, Đức Phật mới đặt tên để cho người đời sau. Nghĩa là dễ học hỏi. Đó. Chứ còn nếu mà không có đặt tên cho nó rồi ngài lấy cái cách gì để ngài dạy cho người ta. Phải không? Nên nhớ đó là chúng tôi nói nhiều lần đó là ngài dùng chế định pháp, nhưng mà khi mình đọc muốn hiểu thì thật sự hiểu đó, và có thể hạ thủ công phu được, mình phải hiểu qua thực tính pháp chứ mình không thể hiểu qua chế định pháp được. Đó. Tất cả trong bài kinh mà nói về pháp hành, pháp độ không, ngài đều dùng chế định pháp đó. Nhưng mà nếu mình dựa vào cái chế định pháp đó thì mình không thể mình đi xa hơn được. Nhưng phải dựa vào thực tính pháp mới đi xa hơn được. Hình như mình tối ngày mình cứ mình theo cái chế định pháp, thở vô dài biết dài, thở ngắn ngắn biết cái gì dài, biết cái gì ngắn. Cái vấn đề là nằm chỗ đó chứ đâu phải ấy đâu. Thì cái niệm nhất chi cũng vậy chứ, nó có năng lực, dĩ nhiên là nó có năng lực chứ không phải không. Nhưng năng lực của nó để làm qua nhiệm vụ trước khi mà nó giúp đỡ cái chánh niệm đi tận diệt phiền não. Chứ không phải là cái nhiệm vụ của anh ông bác thánh đạo là để làm nhiệm vụ gì đâu. Đâu có nhiệm vụ đâu. Nó nằm trong một sát na tâm thôi. Mà nó diệt được tất cả những cái loại phiền não. Tùy theo cái sát na tâm đó là sát na nào. Tám cái chi đó nó nằm trong cái tâm sơ đạo. Tu đồ quần đạo đó.
thì nó chỉ diệt hai cái pháp đó mà thôi, chứ đó là tà hoài kiến, tà kiến với hoài nghi mà thôi. Nhưng mà nếu nằm trên cái tam quả thì nó chỉ diệt thêm được hai cái thực tính pháp, nó là sân thôi, thấy không? Thì nó đi từ dưới lên cao, nó có năng lực, nhưng mà năng lực nó để làm gì? Thì dựa vào những cái chế định Đức Phật dạy cho chúng ta để biết, để chúng ta hành theo cái đó cho nó chắc chắn đó. Có những người, tại sao Đức Phật lại dạy về Thích Trúc Chi, có những người Đức Phật chỉ nói thế nào mà họ có thể họ đi thẳng vào với cái bát thánh đạo được, là tùy theo trong cái quá khứ của họ rồi, cái họ lọt về dòng trí Đức Phật ở cái chỗ nào đó. Mà lọt vào dòng trí Đức Phật trước sau thì cũng đắc nhanh hay chậm thôi, nhưng mà họ thiếu cái gì thì Đức Phật chỉ nói vào đó để dẫn theo đó. Chứ không phải là ngày nói cái đó rồi mai mốt là không lẽ ngày nói anh dạy cho anh Ngũ Quyền dài bữa nữa lại đây thì dạy Thái Chất Chi, không cần thiết. Bởi vì ông đó, nếu mà ông cái ba là mà ông đầy đủ rồi đó, ông từ đó vào ông đi thẳng lên được, dầu rằng mấy cái sao ông vẫn còn phải làm nha. Chứ còn nếu không mà học xong cái tập đồ niệm người cho đã đi, chạy lên ngày xong rồi ngày nói tiếp còn làm tiếp không có đâu ha. Nên hiểu như vậy đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Chúng con kính tri ân sư ạ. Dạ thưa sư, trong cái bát chi đạo đó, thưa sư, có phải rằng là chia ra làm hai, một là bát chi đạo mà hiệp thế, và cái mà sư nói là tám chi mà nó xuất hiện cùng một lúc ở trong cái tâm thánh đạo thánh quả đó, thì đó là tám chi đạo mà là siêu thế, phải không thưa sư? Và dù là hiệp thế hay là siêu thế thì cái chữ chánh niệm ví dụ như vậy vẫn là đang dùng cái chữ là sammasati, vẫn là dùng sammasati. Mà sammasati theo cái định nghĩa thì nói rằng là cái đó là tu tứ niệm xứ. Như vậy là lúc đó là mình đang đề cập tới là chánh niệm mà là hiệp thế, đúng không thưa sư? Dạ xin sư hoan hỷ giải thích rõ hơn về cái điểm này, để đừng có bị confuse giữa cái chữ là sati với là cái sammasati. Tại vì có những lúc là trong nhiều cái đoạn kinh định nghĩa chữ sammasati vẫn là chính là tu tứ niệm xứ, nhưng mà có khi là chữ sammasati là đề cập ở cái ngữ cảnh là tám chi xuất hiện cùng một lúc ở trong tâm thánh đạo thánh quả, bắt cảnh là niết bàn. Như vậy thì xin sư chỉ dạy rõ hơn về cái điểm này ạ. Con kính gửi mít cho sư ạ. Nam mô Bổn Sư Thầy Gia, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư vị. Khi nó ở trên tâm siêu thế gọi là bát thánh đạo, nhưng mà nó ở trong các tâm hiệp thế đó, tối đa của nó là ngũ chi mà thôi. Là nhớ chuyện đó, có tám năm chi thôi, chứ làm sao đủ tám chi được đó. Còn nếu mà mình muốn dùng cho đầy đủ đó, nghĩa là dầu rằng nó đi không đầy đủ, mình dùng đầy đủ đó, thì gọi là bát chánh đạo. Còn tám chi ở trên là bát thánh đạo, nó trong hiệp thế gọi là bát chánh đạo, nghĩa là bát chánh đạo con đường thánh giác. Tức là nó đi một lượt tám chi, nó phải ở trên tâm siêu thế, chứ nó không thể ở trên mở mấy cái tâm hiệp thế được. Tâm hiệp thế nó chỉ có năm chi thôi. Còn nếu mà ở trong cõi dục này nè, có thể nó được thêm một chi nữa, là khi nào mình sinh giới liên quan tới cái chi nào. Chứ ba cái chi mà thuộc về giới phần đó, nó không có đi chung được. Trong hiệp thế nó không có đi chung được. Nó chỉ đi chung ở trên tâm siêu thế mà thôi. Thành ra khi đi chung trên tâm siêu thế thì gọi là bát thánh đạo. Còn nếu mà đi ở dưới hiệp thế là ngũ chánh đạo. Rồi thêm, tùy theo mình xin cái giới gì mình thêm cái. Mà hãy nếu mà gọi một cách, nghĩa là để mình nói tới 80 chục lượt ở hiệp thế đó, phải gọi là bát chánh đạo chứ không phải là bát thánh đạo được.
bởi vì nó đi ở dưới là có thể đi trong hiệp thế tâm tâm, trong tâm dục giới, tâm sắc giới, tâm vô sắc giới thôi, chứ nó đâu làm sao mà đủ tám chi để mà gọi là thánh được, thấy không? Nó ở dưới có nhiều chỗ họ vẫn dùng chữ chữ sà tị là sám ma sà tị, nhưng mà rất là hiếm chứ không có ấy. Tại vì dùng trong những trường hợp mà cái niệm đó nó có năng lực rất là mạnh họ mới dùng thì thôi. Nghĩa là trong cái tạng kinh đó, chúng tôi có coi mà hồi xưa đó, có cái anh đó anh làm cái ruột của em để anh coi đó, thì trong trong đó đó, nghĩa là chưa tới cái dùng chữ sấm ma sa tỷ đó, nghĩa là khoảng hai mươi mấy ba chục chữ thôi, mà trong khi cái bản dịch Việt Nam đó tới gần 300 chữ đó. Hay chỗ nào thì có cái tâm sở niệm là cái chánh niệm, nó phải có cái năng lực nào đó nó mới được gọi là chánh niệm, chứ không phải là hay không đó. Giống lại như mình cũng có niệm trong đầu cũng gọi chánh niệm đâu, bởi cái niệm của mình thường thường là nó dùng để làm gì, để nhận những chế định pháp. Ví dụ mình lái xe mình luôn luôn có niệm, không lẽ luôn luôn có chánh niệm, phải không? Mình phải dùng cái gì cho nó chính xác chứ, dùng riết rồi nghĩa là chính mình cũng đóng góp cho sự suy đồi của giáo pháp đó. Nam mô Bích Hải giá. Nam mô Bích Hải giá. Dạ, cho chúng con thành kính tri ân sư ạ. Dạ. Sẵn đại bà sư đang đề bà đề cập tới cái bát chánh đạo này đó, thì có ba cái chi giới phần thì nó không có xuất hiện cùng một lúc, nó không thể xuất hiện cùng một lúc được, ngoại trừ là ở trong cái sát na tâm đạo với tâm quả như là sư vừa mới chỉ dạy. Thì trong đó có cái chánh nghiệp đó thưa sư, thì cái chánh nghiệp đó, nếu mà mình hiểu theo cái nghĩa rộng thì chánh nghiệp ở đây thì chúng ta nên hiểu là như thế nào thì sư? Tức là tất cả mọi những cái thiện nghiệp thì mình có thể được gọi là chánh nghiệp hay là như thế nào? Là xin sư chỉ dạy rõ về cái chi chánh nghiệp này là như thế nào. Dạ, con kính gửi mic cho sư. Nam mô Bồ Tát và kính bạch chư tổ hiền và kính thưa chư quý vị. Thật sự ra đó cái chữ đó đó thì đối với quan niệm ở đời thì người ta nói mình làm cái gì mà nó dùng nghề nghiệp đi làm nghề nghiệp chân chánh rồi cái kim sùm đó thì người ta hay dùng cái chữ đó, nhưng mà chúng tôi thì không, nghĩa là không có ở Việt Nam nhiều, chúng tôi không có biết cái chữ đó dùng như thế nào mà nghe họ nói vậy thôi, chứ ở Thái thì người ta không có dùng cái chữ chánh nghiệp bao giờ đó. Khi nào mà nói về pháp biết rồi này kia người ta mới ấy cái đó thôi. Còn Việt Nam thì cái gì cũng có, nó cũng muốn cho nó có năng lực lúc nào nó có năng lực lúc đó. Thành ra rất là khó, có những cái chữ mà mình dùng theo Phật pháp nó khác, mà mình dùng theo ngoài đời nó khác, chứ nó không có thể giống nhau được. Mà mình cứ mình dùng cho nó quay không, mà nó thật sự dùng cho nó quay đó. Thành ra cái đó thì nếu mà huynh có một cái điều kiện cái về bài vở như thế nào cái chữ đó thì may ra chúng tôi dựa vào cái nội dung bài kinh đó chúng tôi mới giải thích được, chứ còn câu hỏi ngang thì chúng tôi không biết từ đâu mò. Nam mô Bồ Tát giá. Dạ, Nam mô Bụt Tha giá. Dạ, thì con nhớ có ba cái thuật ngữ mà có ba thuật ngữ ở trong cái chú giải mà nói về cái chánh nghiệp này, nhưng mà con cũng không có hiểu rõ, thì con chính xin sư Quang Hỷ chỉ dạy một cái là kiriya là samma kammanta, một cái là chetana samma kammanta, và một cái là viharati samma kammanta, để con gõ lên nè. Dạ, là kiriya samma kammanta, đây này là cũng là chánh nghiệp mà nó về theo cái nghĩa là
À, cái giá là hành động hả thưa sư? Dạ, cái chánh nghiệp mà trên cái mức là hành động. Dạ, một cái là chê tá na sâm ma cầm manh tá, là cái chánh nghiệp mà theo cái là tác ý. Dạ, tác ý. Và cái cuối cùng đó là cái quý hà la tí. Dạ, quý hà la tí là giống như mình tiết chế hả thưa sư? Con dịch, thông tạm dịch là như vậy. Dạ, còn kính xin sư chỉ dạy thêm về những cái thuật ngữ mà nói về cái sâm ma cầm manh tá này, đó là chánh nghiệp. Dạ, con gửi mít cho sư ạ. Nam mô Phật Thầy, gia kính bạch Chư Tôn, hệ giả kính thưa quý vị. Thôi để tuần tới đi, để tôi chúng tôi về chúng tôi trả lại, chúng tôi mới coi trong chú giải hay trong bài kinh nào mình mới rõ ràng được, chứ còn mấy cái chữ này nhiều khi mình nói hồi cái là nó không được chính xác. Để tuần tới đi chúng tôi sẽ dùng mấy cái chữ này, chúng tôi coi có bài kinh nào mà nó diễn tả những cái này cho nó chắc chắn được. Nam mô Phật Thầy, gia Nam mô Bụt Thầy, dạ. Dạ, con thay mặt trong rừng là con kính tri ân những cái lời dạy của sư ạ. Dạ, như vậy thì thôi xin mời các anh chị đạo hữu khác nêu những cái vấn đề lên để cho sư chỉ dạy thêm ạ. Xin mời các anh chị đạo hữu ạ. Trong khi mà chờ đợi, con kính mời sư là uống trà giải khát, và mình uống theo cái kiểu gọi là cách mạng công nghệ 4.0. Dạ, mình chỉ có hình thôi thôi. Là kính mời các anh chị đạo hữu khác nêu vấn đề lên ạ. À, sẵn chúng tôi đang cầm mic á, chúng tôi sẽ đọc các câu hỏi giúp cho các anh chị. Dạ. Dạ, như vậy thì vẫn chưa có cái câu hỏi, như vậy con tiếp tục, con nêu vấn đề vẫn xoay quanh vào trong cái bát chánh đạo tiếp tục như sư. À, trong bát chánh đạo thì cái chi mà quan trọng nhất là con thấy có cái chi chánh kiến. Thì trong cái chi chánh kiến này có định nghĩa thì con nhớ rằng đó là cái trí mà có hiểu biết hay là thấy biết, hiểu biết về cái lý gọi là cái về nghiệp báo, nghiệp báo, về nghiệp lý, rồi cái trí về tam tướng, cái trí về thánh đạo, thánh quả, rồi cái trí phản kháng, vân vân. Nhưng mà con muốn hỏi về cái trí nghiệp lý, về nghiệp báo đó thưa sư, thì mình hiểu như thế nào? À, mình hiểu cái giáo lý nghiệp mà đến cái mức độ căn bản như thế nào thì được gọi là có cái chánh kiến thưa sư. Dạ, con kính gửi mic để cho sư giảng dạy cái chi chánh kiến mà ở cái khía cạnh là hiểu biết, nhận thức về cái giáo lý nghiệp báo đó thưa sư, nhân quả nghiệp báo. Dạ, con kính gửi mic cho sư. Nam mô Bụt Thầy, gia kính bạch Chư Tôn, hiện giả kính thưa cho quý vị. Thật sự ra đó, mình muốn biết cái này thì mình phải thông thạo 16 loại nghiệp, 4 loại cho thầy ấy đó, tức là mình học trong cái đó đó, thì nó có 4 loại nghiệp theo tạng di diệu pháp, còn bao nhiêu loại nghiệp theo cái này theo cái nọ đó, thì cái đó học mà thông suốt, có thể giải thích rất đàng hoàng thì được gọi là người có chánh kiến. Mà thì cái này chỉ nói liên quan về nghiệp không mà thôi, không có nói gì khác. Nhưng mà còn bây giờ nếu mà mình chưa có thông thuộc những cái điều đó thì mình không thể gọi là người có chánh kiến được. Quý vị biết cái nghiệp mà nó rất là vi tế và chi tiết, học bao nhiêu lần rồi mà giờ hỏi bất tử nhiều khi cũng không nhớ đủ tên để chờ đó mà. Người nào học qua cái vi diệu pháp trung cấp đều phải biết cái đó đó, nó liên quan tới mấy cái loại nghiệp rồi này kia em sùm đó. Nhưng mà chúng tôi bất tử, chúng tôi cũng còn không nhớ này mà, thành ra nó liên quan tới nghiệp cho quả theo thời, theo này, theo nọ, là nghiệp này, theo nọ. Là 4 cùng là nghiệp, nghiệp bất nghiệp, thì nghiệp rồi này kia. Là tổng cộng tới 16 loại khác nhau. 16 loại khác nhau. Người nào thông thạo tất cả loại đó có thể giải thích bất cứ lúc nào dựa vào một số cái điều kiện.
mà mình thấy, mình cũng thể lôi ra những cái đó nó như thế nào theo cái điều mà kiện của mười mấy cái loại nghiệp đó, thì lúc đó người đó mới gọi là có chánh kiến về nghiệp. Còn nếu không thì không có. Mà nên nhớ cái, những cái loại này đó thì trong trong sách vở nào cũng nói tới đó, nhưng mà nó lại không có giúp cho chúng ta một cách rõ ràng mà thôi, chứ cái loại nào cũng có đó. Thành ra quý vị nếu mà coi, để tôi không biết chừng mấy đó, thì để chúng tôi nhớ, thứ nhất là nghiệp theo phân sự thì nó có bốn loại: sanh nghiệp, trì nghiệp, chướng nghiệp và đoạn nghiệp. Chá ná cả cầm má, thẩm phá cả cầm má, u ba bi lá cả cầm má và u ba kha tạ cả cầm má. Đó là nói theo phân sự. Nói theo cái sự cho quả thì nó có bốn, cũng có bốn. Thứ nhất trọng nghiệp, thứ hai cận tinh nghiệp, thứ ba thượng nghiệp và thứ tư là khinh tác nghiệp. Trọng nghiệp là nghiệp nặng mà nó cho quả thì không có cái cách nào ngăn cản được. Cái thứ hai cận tinh nghiệp nghĩa là cái, những cái diễn tiến trong não mình trong lúc sanh, lúc gần chết. Cái thứ ba là ajin ná cầm má, tức là nghiệp mình làm thường quen thường xuyên. Cái thứ tư là cà tạch ta cầm má, tức là khinh tác nghiệp, nghĩa là những cái gì mà mình làm thông thường nó không có năng lực gì đó. Kế nữa đó gọi là cái sự cho quả của nghiệp theo thời gian, nó có bốn loại gọi là thiết thả thâm má, về thá ni giá cầm má, tức là hiện báo nghiệp. Cái thứ hai ụ và bạch chá về đá ni giá cầm má, thành báo nghiệp. Cái thứ ba là a bà rá bà lý giá về đá ni giá cầm má, hậu báo nghiệp. Và cái thứ tư là ổ sĩ cầm má, là vô hiện nghiệp đó. Còn và cuối cùng là bốn cái loại nghiệp gọi là nó bàn về lãnh vực châu quả. Của nghiệp có bốn loại. Thứ nhất là nghiệp bất thiện, thứ hai là nghiệp thiện dục giới, thứ ba nghiệp thiện sắc giới, và thứ tư nghiệp thiện vô sắc giới. Người nào mà thông hiểu 16 bài đó đó và giải thích cách rõ ràng hơn thì người đó được gọi là có chánh kiến về nghiệp. Nhưng mà nhiều khi nó phải nói chứ, chúng tôi học thì đều muốn rụng hết tóc. Nhiều khi có những cái nói nó cũng hơi ngược chứ, nó không có xui xẻ giống như cái giảng giải trong sách. Thành ra gì nào mà thông thuộc giải thích 16 loại nghiệp như vậy thì cái người đó gọi là có chánh kiến về nghiệp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, chúng con kính tri ân sư ạ. Dạ, như vậy thì cũng là sư vừa mới chỉ dạy cũng rất là rõ ràng hơn, nó tương đối là nó cụ thể hơn. Là tại vì khi mình nói tới cái chữ chánh kiến thì trong đó có cái chánh kiến về cái sở nghiệp của mình, nhưng mà cụ thể là mình học như thế nào cho nó là ở cái mức gọi là được 5 điểm, mà lấy ví dụ vậy, ít ra là như vậy, được mức trung bình, thì sư chỉ dạy rất là rõ. Đó là mình phải học, là mình phải có một cái hiểu căn bản về 16 cái loại nghiệp đó, theo thời gian rồi theo năng lực vân vân. Dạ, con kính tri ân sư ạ. Dạ, rất là rõ ràng. Bởi vì bát chánh đạo là nó rất là quá là quan trọng, cho nên là từng cái chi trong đó chúng ta phải nắm cho nó rõ. Dạ, thì không biết rằng là các anh chị khác là có muốn hỏi thêm, muốn đặt thêm những cái vấn đề gì, chúng tôi xin mời các anh chị đưa lên nào. Ưu tiên cho các anh chị khác nêu vấn đề lên.
ở trong cái bát chánh đạo đó rồi thì định nghĩa cái này là rõ ràng là trong kinh ghi rất là rõ về cái là sammasa thí cái chánh định đó, thực sự là định nghĩa đó là định của là sơ nhị tam tứ thiền luôn, thực sự là định của sơ nhị tam tứ thiền luôn. Đó là con đọc thấy trong kia là ghi rất là rõ, đó là định của từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Nhưng mà rõ ràng là có rất là nhiều những cái vị A-la-hán là họ mà đắc đạo nhưng mà họ không có chứng thiền. Họ đắc đạo nhưng mà không có chứng thiền. Như vậy thì rõ ràng là cái gọi là gì, cái chi mà sammasati, cái sammasati tức là cái chi chánh định á, cái chi chánh định mà nó xuất hiện ở trong cái tâm thánh đạo và thánh quả thì nó đâu phải là cái tâm mà sơ nhị tam tứ thiền tư sư. Như vậy thì chỗ này mình sẽ giải thích như thế nào, và con kính gửi mít để cho sư chỉ dạy. Con kính xin sư hoan hỷ từ bi dễ dạy chỉ dạy cho chúng con về cái chữ về chánh định chỗ này hiểu như thế nào cho nó đúng. Nam mô Bồ Tát, dạ kính bạch chư tôn mày, dạ kính thưa chư quý vị. Dầu rằng cái vị đó là sư khảo quý bạch sơ cả, tức là đắc đạo mà không có đắc thiền. Nhưng mà khi đắc đạo đó thì những cái chi pháp mà trong cái tâm sơ đạo của cái vị đó đó vẫn được tính là có năng lực ngang hàng với sơ thiền. Quý vị đọc trong Bali đó, quý vị sẽ thấy cái tâm sơ thiền thứ nhất, tâm đạo đó, quý tất cả quý cha ra bi bị sụ khả e cạch các ta sạy tăng sổ ta bạch tị mắc các chị tăng đó. Thành ra nó cái sẵn mà thấy chỗ đó vẫn tính có năng lực ngang hàng với chánh định như thường, bởi vì dầu rằng cái vị đó không có đắc thiền, nhưng mà khi đắc đạo đó thì cái tâm sơ đạo đó, cái tâm sơ định trong tâm sơ đạo vẫn được gọi, vẫn có nghĩa là có năng lực ngang hàng với cái người đắc sơ thiền. Thành ra khi mình đọc cái tiếng bằng tiếng Bali mình mới thấy cái chỗ đó, nghĩa là cái tâm sơ đạo đó là rõ ràng là quý tất cả quý cha rá bi tị sục ca e cạch ta sẽ tăng không? Bà thâm sổ đa bạch tị mắc các chị tăng, nhưng mà cái vị nào đắc thiền đó thì cái câu đó khác. Cái câu đó là quý tất cả quý cha rá bi tị sụ khả e kê ta chạy tăng bà thâm mắc cha ná sổ đa bạch tị mắc các chị tăng đó. Thành ra nếu mà không đắc thiền thì không có bà thâm mắc cha ná, tức là không có đắc sơ thiền, nhưng mà cái chỗ đó vẫn được gọi là vẫn tính có năng lực ngang hàng với sơ thiền. Nếu không có ngang hàng với sơ thiền làm sao có đủ năm chi thiền đó. Chúng tôi đọc lại nè, quý tất cả quý cha rá bi tị sụ khả kê á ta sẽ tăng sổ ta bạch tị mắc hết chị tăng đó. Ông ta nếu không có cái đó làm sao có đủ năm cái chi thiền đó. Thành ra đủ, bởi vì có đủ năm chi thiền đó thành ra họ vẫn tính là có năng lực tương đương với sơ thiền, thì chỗ đó vẫn được gọi là chánh định như thường. Nam mô Bổn Thầy á. Nam mô Bổn Thầy á. Dạ con kính cảm ơn sư ạ. À, dạ như vậy thì cho dù rằng là một cái vị thánh A-la-hán mà không có chứng đắc thiện định thì khi mà chứng đắc đạo quả, một vị tu đầu quần thôi chẳng hạn như vậy, khi mà chứng đắc được đạo quả thì ở trong cái sát na tâm đạo đó thì cái sammasamathi đó cũng là tương đương với sơ thiền hả thưa sư? Dạ như vậy thì con cũng sáng tỏ được thêm ở cái điểm này. Dạ, là tương đương cái năng lực của nó là như vậy. Dạ. Như vậy thì con xin đặt tiếp lại một cái vấn đề thưa sư. Nào, đặt tiếp cái vấn đề. Đó là cái vấn đề về
cái cảm thọ của một cái vị gọi là vị thánh A-la-hán lậu hoặc á. Con lấy ví dụ như là cái cảm thọ lạc đi. Thì cái cảm thọ lạc á, thì theo cái định nghĩa của khổ đế đó thưa sư, thì đó là cái chi của cái loại hoại khổ. Khổ đế thì nó có cái khổ khổ, hoại khổ với lại cái hành khổ. Thì khi mà cái hỷ, cái lạc mà nó mất đi thì nó thuộc về cái hoại khổ. À, cái hỷ lạc mà nó bị mất thì nó là thuộc về hoại khổ. Nhưng mà cái thọ lạc, cái thọ lạc của một cái vị thánh A-la-hán, tuy là nó có mất đi, nhưng mà rõ ràng là vị đó là không có khổ. À, rõ ràng là vị thánh A-la-hán thì không còn khổ nữa. Như vậy thì chỗ này mình phải hiểu như thế nào? Tại vì theo khổ đế mà nói, dạy rằng thưa sư, là khi mà cái chi cảm thọ lạc hay là hỷ mà bị mất thì nó là một cái loại khổ, gọi là khổ, gọi là hoại khổ. Nhưng mà đối với một cái vị thánh á, thì vẫn có cái cảm thọ lạc, nhưng mà lại không có gây ra là hoại khổ, là cho dù nó có vô thường, nó mất đi thì vẫn không có khổ. Dạ, con kính gửi mic để cho sư chỉ dạy rõ về cái điểm này. Nam mô Bát Thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Ông vẫn có chứ sao cũng có. Hỏi cái tâm mà thân thức thọ khổ của vị A-la-hán có không nè? Phải không? Thì ông vẫn có thêm cái khổ đó với cái khổ nữa là hành khổ chứ. Chứ làm sao tránh được. Ngoài trừ vị A-la-hán và đi nếp pha ná mà thôi. Thành ra họ có tính cách nào tính nó vẫn có khổ chứ. Quý vị đừng có nghĩ rằng bậc A-la-hán là không có thân thức thọ khổ. Vẫn có như thường, thân thức thọ lạc, thân thức thọ khổ vẫn có như thường. Đó. Sao không có? Nhưng mà tại vì đó, tại vì thường thường người ta cứ tính là ông không có thấy khổ, đúng, bởi vì nó chỉ có một sát na mà thôi. Cái lộ trình tâm đó nó chỉ có một sát na, rồi nó xuống mấy lộ trình tâm khác, rồi nó trở lại một sát na nữa, tức là nghĩa là rất là nhỏ nhoi. Không có, bởi vì không có cái lộ ngũ, nó không có thể nào nó sanh liên tục được, nó chỉ sanh một lộ mà thôi. Rồi nó tới cái lộ khác, thường thường là lộ ý tiếp theo mấy cái lộ đó, đó. Chứ nó không sanh liên tục được, nhưng mà ông ta vẫn thọ khổ, vẫn biết cái đó là thọ khổ như thường, chứ là thân tức thọ khổ đàng hoàng sao không biết được. Đừng có nghĩ là Đức Bồ Tát, Đức bậc A-la-hán không có thân thức thọ khổ. Bậc A-la-hán gì có hai chuyện gọi là khổ, rõ ràng là thân thức thọ khổ và hành khổ. Bởi vì còn danh sắc là còn hành khổ chứ không nói thế nào. Nhưng mà ông ta vẫn, cái thân ông ta vẫn chạm cái gì đó, vẫn thấy khổ như thế. Nhưng mà nó nhanh quá đã thôi, miễn bàn mình chưa tới đó thì nó chỉ bàn theo sách giả thôi, chứ nó nói rồi chúng nó cười mình, nó nói ông còn phạm nhân mà ông dám nói. Lỡ bất đó thời kỳ lúc nằm mũi thả giả. Nam mô Bụt Thầy, dạ dạ con kính tri ân sư ạ. Con không có đang phải đề cập đến cái vấn đề về cái thân thức thọ khổ, thưa sư, là con muốn hỏi rằng là tại vì ở trong khổ đế mà cái loại gọi là hoại khổ á, thưa sư, là cái chi pháp đó là cái thọ hỷ với cái thọ lạc, khi mà nó vô thường, nó mất đi thì nó thuộc về cái loại là hoại khổ. Thì bây giờ con đang nói là cái cảm thọ lạc của thân thức thọ lạc của một cái vị thánh đó, thì khi nó vô thường, nó mất đi thì vị đó đâu có khổ, thưa sư. Ý của nó là như vậy, tức là nó không thuộc về cái hoại khổ. Thì như vậy chỗ này phải chăng là lúc đó cái khổ nó có là do cái hành khổ hay sao, thưa sư? Con muốn hiểu cho nó rõ trên về mặt lý, về mặt giáo lý, nắm cho nó kỹ ở cái chỗ đó thôi. Chứ còn đương nhiên là không ai tới đó nha. Nhưng mà cái điều là ít ra mình đối chiếu ở trên mặt giáo lý để mình thấy rằng như vậy thì hoại khổ, giáo lý dạy rằng đó là cái sự mà vô thường của cái cảm thọ hỷ hay là lạc, khi mà nó mất đi thì nó gây ra một cái loại khổ. Nhưng mà đối với một cái vị mà lậu hoặc rồi á, lậu hoặc mà vô lậu rồi, thì cũng có cái cảm thọ lạc, nhưng mà không bị hoại khổ. Có đúng như vậy không, thưa sư? Dạ, con gửi mít để cho sư Quan Hỷ Từ Bi chỉ dạy thêm ạ.
Nam mô Bố Thầy, dạ kính bạch chư tôn này, dạ kính thưa chư quý vị. Vẫn có hoài khổ sao không có? Anh thức thọ lạc, anh thức thọ khổ, nó diệt rồi hoài khổ gì nữa, không hoài khổ. Nhưng mà thường thường mấy cái đó người ta không có, ít có sách vở đề cập, bởi vì nó chỉ có một sách na mà thôi. Đúng không, nó có một sách na mà thôi. Quý vị cái gì vẽ ấy biết à. Ngũ môn hướng tâm rồi tới thân tức thọ khổ hoặc thọ lạc, rồi tới sẵn tích cho ná sẵn thì ra ná bố thọ pha ná, rồi xuống một dọc là kỳ lý gia chịt chào ná, thấy không? Quá nhanh đi, thường thường người ta không có tính, chứ thật sự là nếu mà nói về tính pháp thì nó vẫn có như thường, chứ sao không có? Nó vẫn có như thường chứ, chứ làm sao không có được. Nhưng mà thật sự ra tâm sanh diệt một bốn tay một ngàn tỷ sanh ha. Mà có một sanh na đó thì kể như thật sự ra mình không tưởng tượng nổi đâu. Nhưng mà nó vì thế thành ra nhiều khi trong sách vở nói vậy chứ mà còn mình không biết sao nữa, thật sự là không biết, bởi vì đối với Phật tánh thì chúng tôi chịu thua. Nam mô Bố Thầy. Dạ. Nam mô Bố Thầy. Dạ. Dạ, chúng ta gác cái vấn đề đó qua. Dạ. Nhưng mà phải dẫn ở trên cái cảm thọ. Ở trên cái cảm thọ thì cái sở hữu thọ là nó là sở hữu biến hành, là nó đi theo tất cả các tâm. Mà tâm thì lại là sanh rồi diệt liền ngay tức thời. Sanh rồi diệt liền ngay tức thời, tức nghĩa rằng là cái cảm thọ là nó cũng sanh lên và nó diệt liền ngay tức thời. Sanh diệt ngay tức thời luôn. Như vậy thì cái gọi là gì? Cái sự cảm nhận của chúng ta đó, về một cái cảm thọ đó tôi sư, cái sự cảm nhận của chúng ta về một cái cảm thọ thì rõ ràng đó là một cái cảnh nó đã ở trong quá khứ rồi, chứ nó không phải là cái cảnh ở hiện tại. Có đúng như vậy không thưa sư? Là bởi vì là búng tay một cái là một ngàn tỷ cái thọ nó sanh cùng với lại cái tâm sanh diệt. Như vậy cái sự cảm nhận của mình về một cái thọ khổ đi, thì thật ra là cái cảm thọ khổ ảnh ở trong quá khứ, chứ nó không phải là cái cảnh mà ở ngay hiện tại. Có đúng như vậy đúng không thưa sư? Dạ, con gửi mic cho sư xác nhận chỉ dạy thêm về cái chỗ này. Nam mô Bố Thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa cho quý vị. Đối tượng của thiền minh sát đó, cái hiện tại nó có ba chuyện: hiện tại thiên về quá khứ, hiện tại của hiện tại, và hiện tại nghiêng về tương lai. Thành ra nó giàu nó nhanh, nhưng mà trong cái khoảng thời, trong cái khoảng mà nhận dạng liên tục chỗ đó đó, thì người ta vẫn được coi là hiện tại như thường. Dầu rằng chắc chắn là với cái tâm bậc thánh thì mình miễn bàn, nhưng mà đối với tâm ta nó không có nhanh tới cái độ đó. Nhưng mà trong Ách Thả Sa Đi cũng nói rõ ràng là Út Thả Ná Kha Mini có lắc khà nạ rằng mà ná, tức là từ cái tệ thứ tư phần sau cho tới tệ thứ 11 vẫn thấy vô thường khổ não vô ngã qua những cái trạng thái mà thôi, thì cũng vẫn kể như là thấy hiện tại như thường đó. Chứ không phải dĩ nhiên là nó diệt, nhưng mà ví dụ như mình nói bây giờ, nếu mà mình nói nó diệt là mình nhận cái đó quá khứ không được, bởi vì nó trong cái khoảng thời gian nào người ta vẫn chấp nhận cái đó là hiện tại, mà hiện tại nghiêng về quá khứ. Thì bây giờ đó thì cái chỗ đó, nếu mà coi trong Ách Thả Ca Thả liên quan tới vấn đề tâm có tham biết có tham, cái tâm mà biết cái ta cái tâm có tham, tâm bây giờ có tham rồi, cái lộ sau hiện lên thấy biết có tham, thì cái lộ đó nó diệt rồi chứ nó đâu còn. Nhưng mà người ta vẫn tính cái đó vẫn là hiện tại, chứ người ta không tính, bởi vì hiện tại thì quá khứ, nó quá khứ nhưng mà nó vẫn còn thấy nó liên tục trong những lộ trình tâm như vậy ha. Chứ còn nếu mà mình có tham, có mình ngồi một lát mình suy nghĩ là nãy mới là tham, cái đó là quá khứ chứ không còn hiện tại nữa đó. Anh đã có những cái điều kiện mà người ta định nghĩa trong cái hiện tại đó, không phải như mình nó diệt rồi là quá khứ, không phải. Nó diệt trong cái tích tắc như vậy đó thì vẫn được gọi là hiện hiện tại, mình hiện tại nghiêng về quá khứ
thiên về quá khứ. Thí dụ như cái bờ, cái nhạch cửa đi, nó có cái cây ngang đó, huynh dở chân lên, huynh đẩy tới, thì khi mà sư dở chân lên thì cái chân của huynh chưa ngang ngạch cửa. Khi đẩy tới tới ngang ngạch cửa rồi qua khỏi ngạch cửa, thì cái ngay cái ngạch cửa, cái chân huynh ngay ngạch cửa đó là hiện tại của hiện tại. Còn khi mà huynh dở lên chưa để bước vô đó, thì mới dở lên vậy đó là hiện tại của quá khứ, nhưng qua khỏi cái đó là hiện tại của tương lai. Nó là tính như vậy để cho hỏi về cho thiểu Vipassana thấy hiện tại là thấy như thế nào, là thấy như vậy chứ không phải là thấy như là directly là chỗ đó là chỉ nước tham, nó thấy tham, còn không có, có directly được, làm sao mà tâm thiện biết tâm tham được. Mình đừng giải thích theo kiểu của mình, giải thích kiểu mình không ai thấy được đối tượng của hiện tại cả. Nó phải dựa vào một số cái điều kiện vậy. Giải thích một vài chỗ, nhưng tôi đọc trong cái chú giải của Thầy Xã Lý Ni, họ có giải thích cái đó. Nam mô Phật Thầy giá. Dạ, Nam mô Phật Thầy giá. Dạ, thì cái vấn này con cũng không có dám giải thích theo ý riêng của mình. Cái đó là hoàn toàn là con dựa theo cái mình học ở trong vi diệu pháp, thì nói rằng là trong một cái búng tay chẳng hạn, thì nó có 1.000 tỷ cái sát na, nó sanh diệt lên như vậy. Cho nên rằng là theo đúng cái lý của vi diệu pháp dạy, thì là hãy mà mình cảm nhận một cái thọ khổ chẳng hạn, thì nếu mà theo đúng cái giáo lý đó dạy đó thưa sư, thì rõ ràng là mình đang cảm nhận một cái cảm thọ mà nó đã diễn ra rồi ở trong quá khứ. Cho dù rằng là cái quá khứ đó như là nãy sư vừa mới dạy, nó là cái quá khứ của hiện tại, nó rất là nhanh. Nhưng mà trên lý mà nói thì nó vẫn là cái đã qua rồi, chứ nó không phải thực tế là cái ở hiện tại. Như vậy á, nó giống một cái vấn đề như vậy thưa sư. Ví dụ như là mình nhìn một cái ngôi sao thưa sư, mà ban đêm mà mình nhìn ánh sáng của một cái ngôi sao, thì cái ánh sáng mình thấy á, thật ra là của một cái ngôi sao mà nó đã chết rồi. Cái ngôi sao đó nó không còn nữa. Tức là cái thời gian mà cái ánh sáng từ cái ngôi sao đó nó truyền tới con mắt của mình á, nó xa đến cái mức mà thật ra là cái ngôi sao đó đã không còn tồn tại nữa. Thì như vậy cái điều này nó cũng gần giống như cái chuyện là khi mà mình cảm nhận, hay là ví dụ mình nhận biết một cái tâm tham chẳng hạn, thì thật ra là cái tâm tham đó nó đã không còn nữa, đúng không thưa sư? Mà nếu như vậy đó thưa sư, nếu như vậy đó, thì thành ra rằng là thật ra mà nói đó, thì mình nói rằng là cái tuệ quán thì nó phải thấy biết ở trên cái pháp thực tánh, nhưng mà thật ra vẫn là dựa trên cái chế định, chứ không phải là thấy ở trên cái thực tánh được, đúng không thưa sư? Vẫn phải dựa trên cái chế định để mà mình hiểu một cách tương đối về cái pháp thực tánh mà thôi. Dạ, còn kính gửi mít sinh sư là Quang Hỷ từ bi nên chỉ dạy thêm ở cái chỗ này. Nam mô Bồ Tát gia kính bạch chư tôn hiện giả kính thưa chư quý vị. Chúng tôi mới nói câu đó hồi nãy đó là quốc thả ná kha mi ni quý bạch sa na, thấy có cái lakkhana ramana rakkhana rakkhana ramana là đối tượng, tức là chỉ thấy cái trạng thái, nghĩa là nó, trạng thái nó đã diệt, nhưng mà nó diệt vẫn còn tính trong cái điều kiện của hiện tại thiên về quá khứ. Nhưng mà thực thực là nó đã diệt rồi, làm sao nó còn được, còn là không thấy được. Quý vị nó nhớ vậy đó. Thành ra ở trong Atthasalini là cái câu đó, trong Atthasalini nghĩa là có trạng thái là đối tượng, nghĩa chỉ thấy cái trạng thái thôi chứ không thể thấy, bởi vì nó nhanh quá. Nghĩa là Đức Phật có thể thấy được hay không mà chúng tôi không có bàn nha, bởi vì ngài phải thấy, ngài mới biết, ngài mới tính được. Còn cái này cỡ mình là không có đường nào mà thấy trực tiếp được hết á. Đừng có nói gì đó, ví dụ mình nói là một cái lộ trình tâm đi, nó phát sanh trước khi cái lộ trình tâm phát sanh nó đã có 1.000 tỷ sát na của phá quan khá rồi, sau đó là cũng có 1.000 tỷ phá quan khá rồi, thấy không? Nó giữa hai cái lộ trình tâm mà để có thể thấy nhau được là nó cách nhau có 1.000 tỷ cái lộ cái sát na phá quan khá rồi,
Thành ra mình nói đối tượng là theo cái định nghĩa của người ta là đối tượng đó là hiện tại mà thiên về quá khứ, tức là nó đã diệt rồi, nhưng mà nó diệt tích tắc đó thôi chứ không thể diệt lâu được. Chứ còn bây giờ mình nói là phải thấy hiện tại của hiện tại là cái chuyện đó là miễn bàn, không thể thấy được. Nam mô Bích Thai á. Dạ, Nam mô Bích Thai á. Dạ, còn kính tri ân sư ạ. Xin mời các anh chị khác là nêu vấn đề câu hỏi khác lên cho rung ạ. Dạ, chúng tôi xin dừng lại một vài vài phút đi ha. Dạ, để mời các anh chị khác nêu lên. Dạ, con kính mời sư dùng trà. Dạ, xin mời mọi người. Rồi, gửi mic lại cho chị Nhật Quỳnh nè nha. Dạ, sa thủ kính cảm ơn Quỳnh tu học Phật pháp. Quỳnh đỡ mít cho Quỳnh nghỉ một chút xíu. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ tri ân ngài Liễu Tông rất là nhiều đã giảng dạy những câu hỏi của Quỳnh tu học Phật pháp, và cảm ơn Quỳnh những câu hỏi của Quỳnh tu học Phật pháp để sáng tỏ thêm những vấn đề về giáo pháp của Đức Thế Tôn. Dạ, Nam mô Bích Tha giá. Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng. Mời quý vị có thể đưa những cái bàn tay xinh đẹp mình lên hoặc là có những câu chết chát. Dạ, Nhật Quỳnh mời cô tu nữ Tệ Duyên ạ. Cô tu nữ Tệ Duyên có trước máy không? Dạ, cô có cái thắc mắc gì không cô? Dạ, cô tu nữ Tệ Duyên có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Dạ, hôm nay xong là đầu tràng tim ru à. Dạ, không, Xích Hà cũng chạy mất tiêu rồi hả? Xích Hà, Xích Hà có câu hỏi không? Xích Hà, alo, Hà ơi có câu hỏi không? Giang Nhật Hà có câu hỏi không? Hoặc Nguyên Tịnh có câu hỏi không? Dạ, Nhật Quỳnh không biết là đạo tràng không nghe được âm thanh Nhật Quỳnh hay sao. Quá wow, xa thú, mời bạn ta Xích Hà nha. Dạ, Nam mô Bích Thai, Nam mô Thanh Mai, Nam mô Sang Khai. Dạ, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, ngài Liễu Tông, Trì Tông Đức Tăng. Con kính lễ các cô tu nữ và con kính chào đạo tràng. Dạ, thưa ngài, sẵn Quỳnh tu học Phật pháp hỏi về cái vấn đề bát chánh đạo, thì con thấy trong cái ân Đức Tăng bảo thì cái câu đầu tiên là Supatipanno Phagavato Sawakasangho, thì ngay đây thì nói là dịch là tăng là các bậc thinh văn đệ tử Phật, các ngài tu hành chính chắn y theo chánh pháp. Thì cái câu thứ nhì thì đổi lại là y theo thánh pháp. Vậy thì con mới nghe ngài giảng là cái phần bát chánh đạo thì ngay cái tâm siêu thế của các bậc thánh nhân thì mình có thể gọi các ngài tu hành theo thánh pháp, nhưng mà tăng ở đây vẫn nói là tăng là các bậc thinh văn đệ tử Phật, các ngài tu hành theo chánh pháp. Vậy thì mình phải hiểu như thế nào thưa ngài? Dạ, cái đó là cái thành phần thắc mắc của con. Dạ, con kính trao mic vào cho ngài giảng dạy. Nam mô Bổn Thầy Gia Kính Bạch Chư Tôn. Dạ, kính chào quý vị. Quý vị đảnh lễ mấy cái vị đó, họ đã là bậc thánh, tức là cái tâm họ lúc đó đâu còn là tâm siêu thế đâu. Rồi mình trở thành người bình thường rồi nên nhớ chuyện đó. Thành ra họ tu hành, cái thời gian tu hành của họ đó đã qua rồi, bây giờ họ được cái địa vị đó đó là tại nhờ họ đi đúng con đường của chánh pháp, chứ không phải hành để mà thấy cái gì đó mà mình đang hành đó, thì gọi là thánh đạo. Là tại sao thánh đạo? Tại vì cái lúc đắc đó là tháo cái chi đó, nó nằm trong sơ đạo sơ quả, nhị đạo nhị quả, tam đạo tam quả, tứ đạo tứ quả, nó nằm trong đó. Thành ra mình nói gì để cho mình đừng có làm lẫn, bởi vì tám cái chi đó nó ở cả các tâm hiệp thế và tâm siêu thế nữa. Thành ra khi nó ở tâm siêu thế mình mới gọi là thánh pháp hay thánh đạo.
còn nó nằm ở ngoài tam diệu thế thì mình gọi là thánh đâu có được, anh phải gọi là chánh là vậy. Thành ra chánh tức là thường thường đó quý vị để tám cái chi đó mình ở trong tam diệu thế, tối đa nó có năm chi thôi, bởi vì ba cái chi giới đó khi nào quý vị sinh giới thì nó phát sinh từ chi từ chi, còn quý vị không sinh giới nó đâu phát sinh. Quý vị có tất cả giữ giới thì nó mới giữ giới, loại nào nó phát sinh loại đó mà thôi. Thành ra thường thường đó là ở hiệp thế là nó chỉ có năm chi mà thôi, năm chi đạo, nghĩa là liên lực nó đi trong các tâm. Khi nào mà đi đúng tám chi nó phải nằm trong tâm siêu thế nó mới đi đủ tám chi. Thành ra nha, mình dựa vào đó để mình nói gì cho nó chính xác chứ không có gì đó. Cho nên nhiều khi có lúc chánh đạo, có lúc là thánh đạo này kia không được đầu mò. Thành ra khi nào ở tâm siêu thế thì mình phải gọi thánh đạo, mà anh nằm mấy tâm dưới là chánh đạo. Đó là cái cách phân biệt để mình gọi cho nó trúng. Nam mô Phật Thầy á. Dạ, Nam mô Phật Thầy. Dạ, con kính tri ân ngài, ngài đã giải thích cái phần này cũng thắc mắc, cũng do nhờ huynh tu học Phật pháp gợi lên thì con cũng nhìn qua cái bài kinh thì con cũng thấy hơi lạ lạ. Dạ thưa ngài, vậy thẳng tu học Phật pháp có nói về cái thọ đó thưa ngài, thì con nhớ con có nghe học bài giảng cái phần thọ quán niệm xứ của một cái vị thiền sư, thì khi trong cái khóa thiền thì ngài giảng như thế này là khi mình hành thọ quán niệm xứ thì khi cái định nó ở cái mức mà tương đối cao để mình thấy tất cả các cảm thọ quét từ trên đỉnh đầu cho xuống tất cả các lòng bàn chân mà ngón, thì cái thọ lúc đó một cái hành giả chỉ có thể thấy được, cảm nhận được cái tâm nó chỉ có thể biết được cái thọ lúc mà nó diệt, không thể biết được cái thọ nó sanh vì do nó quá nhanh. Thì cái đó là cái phần nãy con có thấy ngài giảng thì con cũng thắc mắc là có đúng như vậy là do có thể nó nhanh quá, một cái hành giả không thể sơ cơ hoặc là không thể có thể nhận được cái thọ nó sanh mà chỉ có nhận dạng được cái thọ nó gì không thưa ngài. Dạ con cũng trao mất lại cho ngài những gì. Nam mô Bổn Sư Thầy. Dạ kính bạch Chư Tôn, dạ kính thưa cho quý vị, nên nhớ rằng danh sắc cái sự sanh diệt nó khác nhau, nhưng mà danh không ở đây nó sanh diệt đồng lượt, đồng lúc với nhau chứ nó không có gì đó. Thành ra mình quán thọ hay là quán tâm hay là quán tưởng hay là quán hành gì cũng vậy đó. Nhưng mà cái cách mà mình nói cái định nó phải có năng lực, cái đó nó nói cái đó là không đúng. Đấy, vậy định trong thiền minh sát gọi là khá ni cả samadhi mà thôi, chứ nó không có năng lực. Còn khi mà hành thiền mà thiền chỉ đó, thì nó mới có năng lực. Mới đầu thì nó vẫn là có chỗ thì nó bà đi cầm má xem ma thí, có chỗ nó khởi đi cả xem ma thí là khởi đầu. Cái thứ hai là upachara, cái thứ ba là apana, có theo thiền chỉ. Còn hành thiền minh sát cái định nó luôn luôn là khá ni cả xem ma thí, cho tới khi nào nó bắt đầu nó vô cái tâm đạo á, thì cái định chỗ đó nó mới gọi là upachara samadhi. Và khi mà vô cái tâm đạo là tâm quả thì cái đó gọi là appana samadhi, khác nhau rất là xa. Nên cái chắn là quý vị ở trong cái đối tượng nào, ở trong đối mặt với cái định gì đó, nhớ cái chuyện đó nha. Bởi vì cái định nó mạnh là nó có cái đối tượng đó là vững chắc lắm rồi,
Nên là cái định nó mới mạnh, nó mạnh để giữ cái đối tượng như vậy. Thì không thể nào mà cái định mạnh nếu mà nó là hành hành thì mình giác. Mà thiền tứ niệm xứ về quán thọ là thiền minh sát. Minh sát chắc chắn 100%. Quán thọ, quán tâm như quán pháp là minh sát. Còn cái quán thân thiền nó còn có định, có thiền minh sát mà cũng có thiền chỉ trong đó được. Thành ra mình phải phân biệt để khi nào mình thủ công thầy á. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, dạ, dạ con kính tri ân ngài. Dạ thưa ngài, con có nghe giảng là ở một cái trường thiền bên Miến thì có những cái con đại khái con nói là cái cách, cái kỹ thuật, cái cách thì có nơi nói là mình phải tu tập thiền định trước để có thể qua thiền quán một cách rốt ráo. Thì có phải chăng, nhưng mà con lại nghe nói là có những vị nói là không cần thiết, vì tại vì đi những cái con đường đó thì nó dài quá, phải đi thẳng vô thiền Vipassana. Thì ngài, cái đó thì theo ngài nghĩ sao ạ? Dạ, ngài có thể giao toàn cái chi kiến riêng của ngài. Dạ con kính thưa ngài. Nam mô Bồ Tát, dạ kinh bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Nó dựa theo một số cái điều kiện khác nhau để mình có thể quyết định như đó. Quý vị nên nhớ, quý vị vô tất cả trường thiền trong những ngày đầu tiên, quý vị không có tập thiền chỉ, thiền quán gì cả, quý vị chỉ tập niệm mà thôi. Nên nhớ chuyện bất cứ trường thiền đó của ai, thời gian đầu tiên có thể từ một ngày cho tới tuần, cho tới nhiều khi tới hai ba tuần, thời gian đó chỉ tập niệm mà thôi. Mình nhớ chuyện đó. Cái chuyện thứ hai, phải dựa vào cái quá khứ của người đó, nghĩa là cái duyên tập khởi của người đó đã từng thành kiếp trước, đã từng hạnh từng chỉ, hoặc là vị đó là phạm thiên trên cõi phạm thiên nào đó hết phước rớt xuống sanh làm người, thì cái vị đó có cho một gì chắc chắn vị đó cũng hành thiền chỉ đó. Bởi vì cái năng lực đó phát sinh do cái tiền tiền nghiệp của vị đó. Còn cái vị nhiều đời nhiều kiếp ở cõi người hoặc các cung trời dục giới đã từng hành thiền minh sát nhiều, thì bây giờ có bắt họ hành thiền chỉ họ cũng hành không được. Bởi vì cái tiền, cái nghiệp duyên, tiền nghiệp duyên của họ đó là những người từng hành thiền minh sát. Thì cái vị thiền sư mà có khả năng khi vô, người ta cho, người ta gọi, người ta hỏi năm mà điều bốn chuyện đó, người ta sẽ nhận ra mình thuộc loại nào đó. Còn nếu mà không có biết thuộc loại nào đó, thì giống như chúng tôi nói khởi đầu là tập niệm, người ta cho mình một cái đối tượng, nếu tập niệm 2 ngày 3 ngày sau lên trình pháp. Khi mình trình những cái gì mà mình dùng cái niệm đó để mình quan sát đó, cái đối tượng bất cứ từ gì đó, thì cái niêm bích của đối tượng đó nó bồng bộ, nó sẽ báo cho vị thiền sư biết cái người này đó, cái gốc tích của họ từ từ thiền chỉ ra, cái người này đó gốc tích họ từ thiền minh sát ra. Thì lúc đó tùy theo thiền sư sẽ đổi cái đối tượng cho mình để mình hành cho phù hợp với cái căn cơ của mình, là người đã hành thiền chỉ trước hoặc là người đã hành thiền minh sát trước đó. Chứ không bao giờ vô mà hành thiền chỉ liền hoặc hành thiền minh sát liền, bởi vì ngay cái gì thiền sư đâu có tha tâm thông đâu biết cái người này từ đâu tới đó. Hành nó vô đầu tiên là hành tập niệm trước, chứ không có tập thiền tập gì đó, không có thiền chỉ thiền quán, tập niệm. Tập niệm tức là dùng cái tâm sở niệm mình để quan sát một cái số đối tượng nào ở trong cái phòng đó mình có thể mình thấy để mình quan sát đó.
chứ không có bao giờ mà vô mà hành liền thiền chỉ hay thiền minh sát cả. Nam mô Bích Thầy á. Dạ, sa thú con kính tri ân ngài. Dạ, con không còn câu hỏi, nhưng mà con có cái câu, tại con nhớ hồi tuần trước ngài có nói là ngài sẽ giảng lại cái phần vô ngã, thành ra con không biết, hồi nãy con cũng có hơi trễ trễ chút xíu, con không biết ngài đã giảng chưa hay gặp chưa. Nếu mà ngài chưa thì ngài có hứa hồi tuần trước thì giờ con trao mic lại, nếu mà ngài có thể giảng lại cho tụi con biết để phân tích rõ hơn cái vô ngã. Dạ, con kính trao mic lại cho ngài. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch cha tôn mẹ, dạ kính thưa cho quý vị. Thật sự ra đó, mấy cái đó là phải dựa vào cái pháp hành của cái vị đó mới giải thích được. Quý vị nên nhớ, cái mà vị đó thấy được đó, phải thấy qua pháp hành, chứ không thể thấy qua pháp học được. Quý vị học pháp học là lửa, cục lửa đó nóng. Quý vị có biết cục lửa đó nóng như thế nào? Pháp học dạy vậy đó, nó nóng. Nhưng mà quý vị không biết nóng như thế nào, quý vị phải hành bằng cách đưa tay rờ coi nó nóng không? Thành ra khi quý vị dùng cái tay quý vị rờ rồi mới biết nó nóng. Thành nó biết được cái đó là cái gì, cái đó là vô thường chỗ nở vô ngã, phải qua pháp hành, chứ không thể qua pháp học được. Nó học mà học những câu kinh vô cú rồi sập thê sẵn khá ra đi cha rồi. Tất cả các hành đều vô thường. Nó chơi cho vui chứ. Chỉ nói chữ thôi. Chứ làm sao biết vô thường. Vô thường phải hạ thủ công phu hành đi. Rồi mới biết nó vô thường. Hay là khổ hay vô ngã. Thành ra những cái này mà mình có nói cách mấy gì nữa thì cũng không thể nào nắm để hiểu được. Từ khi mình học cho đầy đủ, hạ thủ công phu hành để thấy cái trí tuệ của tệ tu đó, thấy. Quý vị nên nhớ có ba loại trí tuệ, đó là tệ văn, tệ tu tư và tệ tu. Phàm nhân chúng ta chỉ có hai loại tệ mà thôi, tức là tệ văn và tệ tu thôi, chứ không có tệ tư. Đức Phật toàn giác thì cũng có hai tệ, tức là tệ tư và tệ tu mà thôi, chứ không có tệ văn. Tại sao chúng tôi nói Đức Phật toàn giác không có tệ văn? Quý vị vô quý vị đánh lễ cái gì? Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật, qua đó ngài là bậc A-la-hán cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Không thầy chỉ dạy thì tệ văn là học với ai? Phải không? Thành ra ngài không có tệ văn. Đừng có nói tôi có đủ ba tệ, tệ văn, tệ tư, tệ tu. Đừng nói vậy. Nói vậy người nghe mà họ hiểu cái họ cười đứt gân máu chứ không có giận. Mình chỉ hai tệ là tệ văn với tệ tu mà thôi, chứ không có tệ tư. Nhớ vậy đó, nhớ cho kỹ. Thế mà mốt gặp Diêm Vương hỏi mình trả lời cho đúng. Nam mô Bích Thầy á. Dạ, Nam mô Bích Thầy á. Nam mô Tham Mà Giá, Nam mô Sang Khai á. Dạ, con kính tri ân ngài. Dạ, thưa ngài, nãy ngài mới nhắc con á, là cái tệ tư chỉ có nơi Đức Phật thì phàm nhân không có. Nhưng mà con lại nghe giảng cái vị sư khác giảng là cái tệ tư là do sự suy nghĩ, ngẫm nghĩ từ cái pháp học mình ra, thì do đó có cái tệ tư. Thì ta con cũng có thắc mắc khi mà ngài nói như vậy, thì ngài có thể giảng thêm cho con cái phần này không ạ? Dạ, con kính tri ân ngài. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa cho quý vị. Quý vị là quyển sách ra, quý vị đọc rồi quý vị suy tư theo quyển sách đó. Chứ suy tư đó là tệ văn. Tức quý đọc quyển sách, quý vị suy nghĩ những cái điều trong quyển sách đó đó. Tức là quý vị suy nghĩ theo cái điều kiện của người khác, chứ không phải của mình. Cái sự hiểu biết người ta viết ra quyển sách, mình đọc quyển sách đó, tức là mình mượn cái sự hiểu biết của người khác. Đó, cái đó vẫn là tệ văn, chứ làm sao gọi là tệ tư được.
Đệ tư phải là không thầy chỉ dạy. Còn mình học cái của người ta là mình có là sao mình gọi là thầy tư, không học được. Thấy không? mình nói mình học của người ta rồi mình suy tư cái gì? Mình dựa vào cái điều mà sẽ biết của người ta để mình học rồi mình cái đó là tệ văn chứ làm sao đó là tệ tư được. Nó tệ tư cái đó là nó không chính xác. Nam mô Bụt Thầy ạ. Dạ, Nam mô Bụt Thầy dạ, dạ con kính tri ân ngài dạ. Con rất xa thú và dạ. Ngài cái cách giải thích của ngài rất là logic thì nó rất là mắc xem với con dạ. Cô Nhật Quỳnh ơi, con trao mic lại cho cô nha, con hết câu hỏi rồi. Dạ, sa thú đành thai dạ con. Xin thay mặt đại chúng tâm trung thành kính đảnh lễ tri ân ngài rất là nhiều đó. Giải trả câu hỏi của Xích Hà mà con thấy Xích Hà cũng rất là hoan hỷ với cái câu thảo luận của ngài. Và cảm ơn Xích Hà rất là nhiều. Dạ, Quỳnh tu học vẫn còn đó không? Quỳnh ơi, Quỳnh còn đó không? Cho Nhật Quỳnh một tín hiệu đi. Quỳnh bao chót đi Quỳnh. Alo, Quỳnh tu học Phật Pháp không? Dạ, kính mời Quỳnh nha. Nam mô Bụt Thầy dạ. Dạ, con kính tri ân về những lời giảng dạy của sư ạ. Như mình biết sư là cái gì nó cũng có hai cái mặt của nó, có mặt trái nó có cái mặt phải, và cái nhận thức nó sẽ ảnh hưởng và nó quyết định rất là lớn về cái hành động và cái hành vi của mỗi người chúng ta. Thì con lấy ví dụ như là cái vì mình còn là phàm nhân, mình có cái nhận thức là chấp ngã, cho nên nó quyết định những cái hành vi của mình, đó là mình ích kỷ, mình tham lam, mình sân hận, mình bất mãn, nói chung là đầy đủ những cái phiền não mà nó không thiếu cái gì cả. Nhưng mà ngược lại đó, về cái nhận thức về vô ngã đó, thì khi mình được học đó, thì mình được học mà rồi mình hành thiền vân vân này kia, thì mình có càng ngày mình trau dồi cái nhận thức vô ngã nó càng kỹ vô. Thì theo vi diệu pháp cũng như là tạng kinh dạy đó, là con người đó, hay là chúng sinh chỉ có là năm uẩn thôi, tất cả chỉ có là năm uẩn hoặc là danh với lại sắc thôi, không có cái ta, không có người, không có chúng sinh, không có của ta gì hết. Đó. Thì nhờ cái nhận thức như vậy thì rõ ràng là có cái mặt ích lợi, đó là cái gì, là mình sẽ bớt tham đi, mình sẽ bớt phiền não hơn, đúng là như vậy, bớt đi, con nói bớt thôi. Nhưng mà ngược lại thì nó cũng có cái mặt trái của nó. Nó cũng có cái mặt trái của nó. Thì có những cái người á, do quá chấp cứng vào cái gọi là cái nhận thức vô ngã, họ cái gì họ cũng có cho rằng là cái gì tất cả mọi người đều chỉ là danh pháp và sắc pháp, không có ta, không có người, không có già trẻ trai, không có chúng sinh, không có coi như là nam phụ lão ấu gì hết. Như vậy thì là vô tình á, nó sẽ dẫn tới những cái hành vi là cái gì, họ thiếu đi cái sự tôn kính nè, họ cái lòng mà gọi là trắc ẩn của họ đó, thương cảm họ cũng bị giảm bớt đi. Như vậy thì phải chăng là ngay cả cái sự mà nhận thức về vô ngã mà mình chấp sai lầm một cách gọi là nó quá cực đoan, thì hình như nó cũng đưa tới một cái gọi là cái hành vi gọi là nó không được đẹp, đúng không thưa sư? Như vậy là cái vấn đề về cái nhận thức vô ngã, ý con muốn hỏi rằng là cái gọi là gì, cái phản ứng phụ hay là cái mặt trái của cái nhận thức vô ngã khi mà mình chấp quá cứng vào nó đó, thì đó là những vấn đề gì? Dạ, con kính gửi mic để cho sư chia sẻ chỉ dạy cho chúng con về cái điểm này ạ. Nam mô Bụt Thầy dạ. Kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa quý vị. Thật sự ra đó, tại vì đó mình chấp bậy thì nên mình mới đưa tới những cái hậu quả rất là đau thương. Quý vị muốn thấy vô thường, thấy vô khổ não, thấy vô ngã, quý vị phải qua pháp hành.
học để hiểu rõ tâm tâm sở sắc như thế nào, rồi hạ thủ công phu thì tùy theo cái tiền nghiệp của cái vị thiền giả đó mà thấy cái sự sanh diệt là vô thường, cái vị khác thấy sự sanh diệt là khổ, nhưng mà cũng có vị khác cũng hành danh sách vậy thấy sự sanh diệt đó là vô ngã. Khi mà mình hành như vậy để mình thấy cái đó đó, dầu rằng thấy với cái trạng thái khổ vô thường hay vô ngã đi nữa, thì cái sự thấy đó nó làm cho trí tuệ mình rất là có năng lực. Thì khi mà có năng lực như vậy đó thì cái vị đó không thể nào có những cái điều kiện mà giống như mình nói. Cái thứ hai nên nhớ đó, muốn đi tới đó đó, quý vị nên nhớ trong cái câu mà đầu của cái bài kinh Tứ Niệm Xứ đó, tức là gì? Ekayano Makkho, tức là gì đó không có thân nhân cũng chẳng bạn đồng hành. Đi trên con đường đó muốn thấy được cái đó là không thân nhân chẳng bạn đồng hành thì không thể nào có cái sự bình thường người kế bên cạnh cả. À, bây giờ mình cảm thấy mình phải có vô trường thiền, nó phải đông người, phải đông về này kia sầm, bởi vì đông như vậy là không được con khỉ gì hết, không có chứng gì vậy đó, thấy không? Nên nhớ cái đó. À, con đường đó là Ekayano Makkho, con đường đi một người mà thôi, không thân nhân chẳng bạn đồng hành. Thì khi mình đi tới đó đó, cái tâm mình nó rất là vững chắc, và cái tâm nó không có những cái loại phiền não mà nó vô nó xâm nhập để nó điều khiển mình sau khi mình xả thiền đó ra. Chứ còn nếu mà mình hành mà không đúng thì nó đầy đủ những cái chuyện đó, bởi vì cái đó những cái là mình nghĩ là nó đó là vô ngã là do mình tưởng nó ra, chứ thật sự mình có thấy đâu, bởi vì cái đó là những cái trường hợp đó phải qua pháp hành đó. Mà cái người hành để thấy cái đó là người đó có pháp học rất là vững vàng. Thì cái người đó pháp học rất vững vàng thì người ta hiểu những cái chế định nào liên quan tới danh sắc, những cái chế định nào liên quan tới cha mẹ anh em, những cái chế định nào liên quan tới gia đình con cái đồ này kia, thì làm sao người ta có những cái điều giống như là huynh kể được, phải không? Đó. Thành ra đó là phải đi cho nó đúng đường thì nó sẽ không có những cái trở ngại đó. Còn nếu mình đi không đúng đường rất là nguy hiểm rất là nhiều chuyện chứ không phải không. Cái gì nên nhớ, cái gì mà hạ thủ công phu là nhớ một điều, Ekayano Makkho, tức là không thân nhân chẳng bạn đồng hành đó. Mình đi một mình mà thôi. Nam mô Bụt Tha Giá. Kính bạch chư tôn hay giả, kính thưa chư cần sinh nam hiện nay trong đạo tràng, tất cả phước báo nào phát sanh quốc thoại trong ngày hôm nay xin hãy là mối duyên lành để tất cả chư tôn hiền giả cùng cần sinh nam hiện nay trong đạo tràng có được cơ hội để chấm dứt các ác pháp ngụ ngầm lợi tâm ngay trong kiếp sống này. Nam mô Bụt Tha Giá, nam mô Tham Mại Giá, nam mô Sẵn Khai Giá, nam mô Đắc Ta Na Ta Giết Sa. Sa thủ lành thai, con Nhật Huỳnh xin thay mặt tại chúng tâm trung thành kính đảnh lễ tri ân ngài Liễu Tâm và từ bi giảng giải những câu hỏi trong đạo tràng, để chúng con đến gần với giáo pháp của Đức Thế Tôn, để chúng con được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Một lần nữa tri ân ngài và chúng con và phước trong sạch trong buổi học này. Ta đặng chi tôn chi thánh, các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến
Phật bảo, cuối sinh Phật bảo xa tội lỗi ấy cho con. Uất tam ăn ghê na quanh đê hăng thẩm manh cha lưu quy thân và răng thẩm mê vô ca li tô đỡ sô thẩm mô tham ma tu tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo, đa pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xa tội lỗi ấy cho con. Uất tam ăn ghê na quanh đê hăng sân khanh cha đu vi thốt tam ăn sân khê vô ca li tô đô sô sân khô kham ma tu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo, là thành tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xa tội lỗi ấy cho con. Và một lần nữa chúng con thành kính lãnh lễ cung thỉnh thượng tọa Quán Không từ bi phước khước cho đạo tràng ạ. Dạ, vậy là thượng tọa Quán Không không có trước mái. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng thành kính lãnh lễ cung thỉnh đại đức Tuệ Đức. Dạ, sư có trước mái không bạch sư? Sư có nghe được âm thanh con không? Sư có cho con xin một tín hiệu ạ. Dạ, đại đức Tuệ Đức có trước mái không bạch sư? Dạ, một lần nữa con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh đại đức Tuệ Đức ạ. À, con thấy được tín hiệu của thượng tọa Quán Không rồi. Dạ, con kính dân bích đến nha sư. Dạ, con cung thỉnh thượng tọa Quán Không cầm mít ạ. Con kính dâng mít đến sư ạ. Dạ, con kính dâng mít đến thượng tọa Quán Không mà xin sư cầm mít ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sa Thầy Giá. Con kính nhật Tôn Đức Tăng kính chào quý cô quý vị hữu trí thức trong đạo tràng. Nhờ con xin mời quả cầu kính phúc giúp để hoàn mãn chương trình hôm nay. Và tu sáp ba mang galang ra khăn tu sáp ba đề bồ tát sáp ba bút tha nu quả về na sa đa so khi pa văn tu tề bồ tát tu sáp ba mang galang ra khăn tu sáp ba đề bồ tát sáp ba Tham-ma-nu-pa-ve-na-sa-da-so-thi-pa-wan-tu-te-va-va-tu-sa-pa-mang-ga-lang-ra-khan-tu-sa-pa-de-va-ta-sa-pa-sang-kha-nu-pa-ve-na-sa-da-so-thi-pa-wan-tu-te. Tất cả phước mau hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thảnh lợi thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tin thành tam bảo, cho được hành tu mỹ mãn, cho được hành tu mỹ mãn, cho được hành tu mỹ mãn. Sa thu lành thai dạ đề quá ta san ti vi ha ra qua si ni thụ bề kha re bơ thi kha re tại hình ta hình
ta tham ma đa nê na tha quan tu bồ chí ta sa thành ca rận tê tha vi ha ra man đa lê tha e ra cha ma cha na wa ca cha pích kha vô sa ra mi ca đa na ba tê u ba sa ca ga ma cha đê sa ni ga ma cha e sa ra sa ba na phụ ta su khi ta pa quan tu tê cha la với cha ye với cha an đã sam pa qua san se đã cha ta tha bồ ba ba tỳ ca nêu ya ni căn thầm ma qua rằng ba tịch cha tê sắp bê bị đô kha sa tha rơn tu sang kha văn tha tu chỉ răng sa tăng thầm mơ thầm ma tha ra cha phơ ca la sang go ho tu sa mắc go ma a tha ya cha he ta ya cha am he ra kha tu sap tham mo sap be bi tham ma cha ri no vô thịnh sam ba bồ nại ya ma tham ma đi dập ma quê đi tề ngưỡng cầu các đấng chư thiên trong vòng tịnh xá ngự yên hằng ngày ngự nơi đền tháp xưa nay những nơi biệt thật nơi cây bồ đề chúng con xin hội họp về sẽ dùng pháp thi tiện bề cúng dân rồi xin hầu độ chư tăng cửa từ ẩn nào phước hằng hạ xa tỳ khu trần luận trẻ già cao hạ trung hạ hoặc là mới tu thiện nam tinh nữ công phu đều là thi chủ đồng phù trợ nhân những người trong khắp thôn lân kiều cư châu quận được phần an khương chúng sanh bốn loại khâm lường đoạn thai thấp hóa khi nương pháp lành giải thoát pháp bảo nên hành đặng mà dứt khổ truyền quanh đòa đài cầu cho hưng thạnh lâu dài pháp thiện tri thức các ngài mở mang bậc tu sinh được bình an cầu cho tăng chung các hàng hòa nhau lại thêm phẩm hạnh thanh cao những quả lợi ích kết mau kịp thì cầu xin pháp bảo hộ trì cho người tu đã quy y Phật rồi xin cho cả thầy chúng con tân hóa trong pháp Phật rồi giao truyền. Nam mô Bụt Thầy.